chương 3200, loại khả năng này. Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ tiến vào nơi đây, muốn làm nhất sự tình, chính là tìm tới Sở Phong, sau đó đối phó Sở Phong, lấy giải mối hận trong lòng. Thế nhưng là làm sao? Tại tầng thứ hai tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện Sở Phong tung tích, mà đi tới cái này tầng thứ ba về sau, vậy mà đồng dạng không có tìm được Sở Phong. Bởi vậy, cái này Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ thẹn quá hóa giận, dứt khoát trực tiếp mở giống, chỉ là một phen nhục nhã lời nói về sau, Vậy mà như là đá chìm biển lớn bình thường, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ thì là càng thêm khó chịu. Hai vị công tử, quên đi thôi, cái kia Sở Phong khả năng đã nghe được các ngươi thanh âm, chỉ là không dám cùng ngươi giao thủ, cho nên liền trốn đi. Dưới mắt, không ít người đi theo Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ tả hữu. Bọn họ cũng không phải là đều là Bộc Dương thiên tộc người, kỳ thật đại bộ phận điểm đều là thế lực khác người, thậm chí còn có khu vực khác cùng lại đây thiên tài. Nhưng nói bọn họ đều cảm thấy, mình thiên phú tu luyện cùng bản sự, cũng không bằng bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ, cho nên mới muôn ôm lấy bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ đùi, cùng nhau đi tới, không ngừng vỗ hai nhân mã cái rắm Mà khi bọn họ nhìn ra, bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ, đối sở phong rất là khó chịu về sau, tự nhiên mà vậy, vậy đang không ngừng chê bai sở phong. Sở phong chưa chắc là trốn đi, kỳ thật còn có một loại khả năng. Nhưng vào lúc này, trong đám người có người lại là chậm rãi mở miệng người này mới mở miệng tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động chớ nói bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ liền ngay cả đứng tại cách đó không xa lê ám chi cũng là đưa ánh mắt về phía người kia người này tại lê ám chi cùng bộc dương kỳ các loại thiên tài tụ tập địa phương lộ ra rất không đáng chú ý thế nhưng là người này kỳ thật cũng là thực lực bất phàm hắn chính là là đến từ đông vực đông quách thiên tộc mạnh nhất tân tú vị này thực lực mặc dù không bằng lê ám chi bọn người nhưng là thân là đông quách thiên tộc mạnh nhất tân tú Ngược lại là có mấy điểm can đảm. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, đặc biệt là Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ bọn người, cái kia có chút bất thiện ánh mắt, hắn cũng không e ngại, mà là thong dong nói ra, Sở Phong hắn khả năng đã tiến nhập cái này Tân Tú đại trận tầng thứ tư. Cái gì? Ngươi nói cái kia Sở Phong tiến vào Tân Tú đại trận tầng thứ tư, ngươi mở cái gì chơi cười? Chính là, ngươi cho rằng cái kia Sở Phong thật là tuyệt thế kỳ tài không thành. Nhưng mà, Đông Quách Thiên tộc vị kia thiên tài lời này nói ra về sau, lại lập tức đổi lấy đám người mỉa mai cùng cười nhạo. Sở phong thật là một cái tuyệt thế kỳ tài, mới đầu biết được việc khác, ta vậy cùng các người đồng giảng, rất là không tin, thậm chí khinh thường. Bởi vì ta không tin, lúc trước bị nhận định là không cách nào tu luyện, từ đó bị đá xuất gia tộc phế vật, lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế. Nhưng là, coi ta chính tài từ tiền bối trong miệng, nghe nói sở phong sở tố sở vi, coi ta tận mắt thấy, cái kia sở phong lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, tiến nhập tân tú đại trận về sau, mặc cho trong nội tâm của ta suy nghĩ như thế nào, nhưng là ta muốn không tin, vậy là không được. Ta bây giờ nói chuyện, các người có thể không tin, nhưng luôn có một ngày, các người sẽ tin. Đông quách thiên tộc vị kia tân tú nói ra, hắn lời nói này, nói cực kỳ nghiêm túc, tựa như trong lòng một loại cảm khái, rốt cục từ trong miệng nói ra. Nhìn không ít người sửng sốt một chút, trong khoảnh khắc đó, xác thực có không ít người tin tưởng hắn. Thậm chí liền ngay cả lê ám chi, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp bởi vì so với những người khác hắn phi thường rõ ràng sở phong thật là một thiên tài nếu là ngay cả sở phong đều không được xưng thiên tài lời nói như vậy hắn lê ám chi vậy tuyệt đối không tính là thiên tài dù sao sở phong năm đó có thể thắng hắn thế nhưng là tại tu vi so với hắn yếu hơn trọn vẹn nhất phẩm tình huống dưới như thế nhân vật nếu là đều không được xưng thiên tài cái kia theo lê ám chi toàn bộ tổ võ tinh vực liền không ai phối hợp cái này danh thiên tài còn tưởng rằng là người nào dạng này thay cái kia sở phong nói khoác làm nửa ngày là đông quách thiên tộc người hừ người nào không biết người đông quách thiên tộc cùng sở thị thiên tộc thời đại giao hảo có thể coi là là như thế cũng không cần như thế nói khoác cái kia sở phong a à. bởi vì cái gọi là là ngựa chết hay là lừa chết dẫn ra tới linh lợi ngươi không phải nói cái kia sở phong là tuyệt thế kỳ tài vậy thì tốt ngươi gọi hắn đi ra a à, khác giống con rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi không dám gặp người thế nhưng là rất nhanh liền có người vạch, đông quách thiên tộc cùng sở thị thiên tộc cái kia không giống bình thường quan hệ. Có người vừa nói như vậy, thì là để không ít người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao cảm thấy người này là tại thay sở phong nói khoác, về phần vì sao nói khoác, cái kia đã quá rõ ràng bất quá, còn không phải là bởi vì đông quách thiên tộc cùng sở thị thiên tộc quan hệ không đơn giản. Trong lúc nhất thời, đám người cũng là hướng đông quách thiên tộc vị này, quăng tới cổ quái ánh mắt, nhưng là hoặc thấp giọng hoặc lớn tiếng nghị luận một phen về sau, liền không ai còn muốn để ý tới với hắn mà đối mặt đám người cái kia cổ quái ánh mắt cùng một chút không dễ nghe thanh âm đông quách thiên tộc vị này tân tú lại biểu hiện giờ là rất là bình tĩnh hắn cũng không cùng người tiến hành quá nhiều lý luận bởi vì hắn biết sự thật sẽ nói rõ hết thảy mà hắn chỗ tin tưởng sự thật liền là sở phong thực lực ta cảm thấy vị huynh đài này nói không phải không có lý nhưng mà cơ hồ tại tất cả mọi người đều cảm thấy đông quách thiên tộc vị kia tân tú là mới thay sở phong nói khoác thời khắc Lê Ám Chi thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Lê Ám Chi lời nói âm vang lên về sau, mọi người thì là ánh mắt đại biến, thậm chí liền ngay cả Đông Quách Thiên tộc người đều là ánh mắt khẽ động. Bởi vì vì bọn họ không hiểu Lê Ám Chi loại thiên tài này vì sao cũng muốn thay Sở Phong nói chuyện. Lê Ám Chi người đây là ý gì? Người nên không hội thật cũng cảm thấy cái kia Sở Phong có thể bằng vào sức một mình tiến vào cái này Tân tú đại trận tầng thứ tư. Bộc Dương Hàn cao mày hỏi, ta cũng không thể xác định. Nhưng ta cảm thấy có loại khả năng này." Lê Ám Chi nói ra, "Chương 3201, tiến vào tầng thứ tư." "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, ngươi cho rằng cái kia tầng thứ tư lại là cái gì dạng địa phương?" Lịch Đại đến nay, tất cả tụ tập ở này thu võ giả đều phải đồng tâm hiệp lực mới có thể tìm được thông hướng tầng thứ tư cầu thang. "Ngươi hãy nghe cho kỹ, là có khả năng mà không phải nhất định. Bởi vậy có thể thấy được muốn đi vào cái kia tầng thứ tư là cỡ nào khó mà ngươi thế mà cảm thấy cái kia sở phong có thể bằng vào sức một mình tìm đến thông hướng tầng thứ tư cầu thang thật là nói dỡn bộc dương kỳ châm chọc khiêu khích nói ra mà hắn lời này vừa nói ra đám người cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý mọi người vậy cũng không tin sở phong có thể bằng vào sức một mình tìm đến cái kia thông hướng tầng thứ tư cầu thang bởi vì cái kia tầng thứ tư thật không phải tốt như vậy tiến vào thậm chí đối với rất nhiều người tới nói, tiến vào tầng thứ tư đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Không bởi vì đừng, chỉ vì độ khó thực sự quá lớn. Các ngươi khả năng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là bởi vì các ngươi còn không hiểu rõ cái kia sở phong, nhưng là nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, các ngươi sẽ tin tưởng, hội có một cái gọi là làm sở phong người, tại như vậy trong thời gian ngắn, liền tiến vào cái này tân tú đại trận sao? Các ngươi cảm thấy, sở phong không có khả năng nhanh như vậy liền vào nhập cái này tân tú đại trận tầng thứ ba nhưng là các người đem hôm nay sở phong lấy như thế nhanh chóng độ tiến vào tân tú đại trận sửa tình cáo chi ngoại nhân chắc hẳn những người kia cũng cảm thấy không có khả năng mà ta muốn nói là các người tin hoặc không tin các người cùng ta tranh luận cũng hoặc là là mọi người ở đây suy đoán đều không có chút ý nghĩa nào sở phong xác thực có khả năng bằng vào sức một mình tiến vào tầng thứ tư bởi vì hắn đã bằng vào sức một mình làm một kiện không có khả năng sửa tình Ta không phải thay hắn nói khoác, ta chỉ là hiện thực luận sự tình, hắn nếu là không có tiến vào tầng thứ tư, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng nếu là hắn đã tiến nhập tầng thứ tư, vậy ta dám cam đoan, đây đối với ở đây mỗi người tới nói, đều không là một chuyện tốt. Chư vị cũng không nên quên, cái này mỗi một tầng tài nguyên tu luyện đều là có hạn. Lê Ám chi ánh mắt bình tĩnh, lời nói lại là âm vang hữu lực. Mà nghe được hắn những lời này về sau, đừng nói là người bên ngoài, liền ngay cả bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ sắc mặt cũng là thay đổi đúng vậy a à, mặc dù làm cho người không thể tưởng tượng nổi nhưng nếu thật sự phát sinh nữa nha nếu như sở phong thật đã tiến nhập tầng thứ tư mà bọn họ lại cũng còn dừng lại tại tầng thứ ba vậy liền tương đương sở phong chiếm được tiên cơ tại bọn họ còn tại tầng thứ ba tìm kiếm sở phong thời điểm sở phong lại tại tầng thứ tư độc hưởng cái kia cường đại tài nguyên tu luyện mặc kệ cái kia sở phong ở đâu nhưng cái này tầng thứ ba tài nguyên tu luyện đối tại chúng ta trợ giúp cũng không lớn theo ta thấy mọi người vẫn là không cần quản cái kia sở phong chết sống dưới mắt vẫn là đồng tâm hiệp lực tìm tới cái kia thông hướng tầng thứ tư cầu thang a bộc dương hàn nói ra mà hắn lời này vừa nói ra thì là lập tức đưa tới đám người đồng ý sau đó đám người liền bắt đầu tại bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ lê ám chi ba người dẫn đạo dưới bắt đầu phối hợp với ba người bọn họ tìm kiếm cái kia thông hướng tầng thứ tư cầu thang gặp một màn này Đồng quách thiên tộc vị kia tân tú thì là đối lệ ám chi lau mắt mà nhìn mặc dù hắn không biết lệ ám chi vì sao sẽ vì sở phong nói chuyện nhưng là hắn thấy lệ ám chi chỉ ít thành công dẫn đường đám người để đám người nhanh chóng đi tìm thông hướng tầng thứ tư cầu thang dù sao đối với lệ ám chi loại người này tới nói tầng thứ ba tài nguyên tu luyện đối với hắn xác thực không có tác dụng gì nhưng cũng không có nghĩa là đối với ở đây những người khác không chỗ hữu dụng cho nên hắn thấy mọi người chẳng khác gì là bị lê ám chi lợi dụng, đương nhiên. Loại này bị lợi dụng, cũng là mọi người cam tâm tình nguyện, tỉ như hắn cũng là đồng dạng. Hắn tình nguyện từ bỏ cái này tầng thứ ba, đối với hắn có dùng tài nguyên tu luyện, cũng muốn đi khiêu chiến một cái, cái kia tầng thứ tư càng thêm nồng đậm tài nguyên tu luyện. Dù sao, muốn đi vào tầng thứ tư là rất khó sự tình, cũng không phải là nói tất cả tân tú đồng tâm hiệp lực, liền có thể hoàn thành, nhất định phải có cường đại tân tú chủ đạo mới được. Mà năm nay, ngoại trừ sở phong bên ngoài, còn có ba cái không tầm thường người, đó chính là Lê Ám Chi, Bộc Dương Hàn, cùng Bộc Dương Kỳ. Cho nên ngoại trừ một nhỏ một số người bên ngoài, đại bộ phận điểm tiến vào cái này tầng thứ ba người, đều lựa chọn cùng lấy ba người bọn hắn. Mọi người vì, liền là hy vọng mình có thể tiến vào cái này tân tú đại trận tầng thứ tư. Mà tại Lê Ám Chi ba người chủ đạo phía dưới, đám người toàn lực phối hợp phía dưới, đám người rốt cuộc tìm được thông hướng tầng thứ tư cầu thang. Chỉ là làm sao, mặc dù tìm được thông hướng tầng thứ tư cầu thang nhưng là muốn thuận lợi tiến vào tầng thứ tư lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình nguyên lai like, leo lên cái kia cầu thang về sau liền có một cỗ cường đại cảm giác áp bách trừ phi thiên phú đủ mạnh người nếu không chớ nói tiến vào tầng thứ tư coi như tại cái kia trên cầu thang leo lên đều là một kiện phi thường việc khó chính là bởi vì cái kia cường đại cảm giác áp bách cuối cùng dẫn đến chỉ có một nhỏ một số người thành công tiến nhập cái này tân tú đại trận tầng thứ tư đáng nhắc tới là ngoại trừ lê ám chi bộc dương hàn bộc dương kỳ cùng với khác một chút thế lực thiên tài bên ngoài đông quách thiên tộc cũng là có mấy người tiến vào bên trong trong đó liền bao gồm vị kia vì sở phong nói chuyện mạnh nhất tân tú nhưng là rõ ràng là vì truy tìm sở phong mà đến thế nhưng là khi tiến nhập cái này tầng thứ tư về sau mọi người lại phảng phất giống như là quên đi sở phong đồng dạng bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ vậy không đi la lên sở phong tên mọi người đều tại làm một chuyện riêng phần mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện, nếu là tìm tới, liền dụng tâm luyện hóa, dù sao đối với tu võ giả tới nói, mình lực lượng mới là có thể dựa nhất. chương 3202, Toàn trận đại biến Chọn vẹn mười mấy canh giờ đi qua về sau, cái này tầng thứ tư tài nguyên tu luyện, rốt cuộc bị đám người đào móc không còn. Trong đó thu hoạch lớn nhất, chính là Bộc Dương Hàn, Bộc Dương Kỳ, cùng Lê Ám Chi ba người. Đặc biệt là Lê Ám Chi, hắn càng là bằng vào tại cái này tầng thứ tư thu hoạch đến tài nguyên tu luyện, tăng lên nhất phẩm tu vi. Hơn nữa là tại chỗ đột phá, mà hắn dẫn tới thiên lôi, càng là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Dưới mắt, lệ ám chi tu vi, đã thành công đạt đến bát phẩm thiên tiên, siêu việt bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ hai người. Cái này khiến bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ hai người, rất là khó chịu. Dù sao vừa mới bọn họ, còn là đồng dạng tu vi, lúc kia hai người bọn họ còn cảm thấy, thực lực mình còn mạnh hơn lệ ám chi đối với cái này tràn đầy tự tin tin tưởng không nghi ngờ nhưng là một cái chớp mắt ấy lê ám chi liền đem bọn họ siêu việt trọn vẹn kém nhất phẩm cảnh giới liền tính bọn họ tự tin đi nữa vậy minh bạch bọn họ hiện tại đã không phải là lê ám chi đối thủ lê ám chi vẫn là người cao minh a à, gạt chúng ta nói cái kia sở phong đã tiến vào tầng thứ tư từ đó lợi dụng chúng ta tiến vào tầng thứ tư hiện tại ngươi rốt cục đạt được ước muốn bộc dương hàn miệng đầy chua sót nói ra bộc dương hàn Nói chuyện không cần như thế cay nghiệt, chúng ta đồng thời tiến vào cái này tầng thứ tư, mà hai người các ngươi luyện hóa tài nguyên tu luyện, cũng không cần ta Lê Ám Chi ít. Các ngươi không thể thành công đột phá, chỉ là các ngươi trước đó nội tình không đủ. Lê Ám Chi nói ra. Hừ, Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, đồng thời nhẹ hừ một tiếng, đối với Lê Ám Chi lời này, bọn họ hiển nhiên không tiếp thụ. Nhưng là trong lòng bọn họ nhưng cũng biết rõ, kỳ thật Lê Ám Chi nói, chính là sự thật bọn họ là đồng thời tiến vào cái này tầng thứ tư bọn họ đứng tại cùng một hàng bắt đầu hết thảy đều rất công bằng dưới mắt lê ám chi đột phá thành công hai người bọn họ lại chưa có thể đột phá muốn trách chỉ có thể trách bọn họ tài nghệ không bằng người xem ra cái kia sở phong thật là trốn đi bỗng nhiên có người mở miệng nói ra đây là cùng nhau đi tới một mực tại đập bộc dương hàn hai nhân mã cái giám người nhưng bọn họ cũng biết lê ám chi thực lực kỳ thật so bộc dương hàn hai người mạnh hơn cho nên vì làm dịu giờ phút này xấu hổ liền đem chủ đề kéo hướng về phía sở phong người này mới mở miệng ở đây những người khác liền lập tức tâm lĩnh thần hội bắt đầu đem trào phúng mục tiêu nhào nhào tập trung trên người sở phong theo ta thấy cái kia sở phong hiện tại còn tại tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba đâu a à? khẳng định a à, chúng ta cơ hồ đi khắp cái này tầng thứ tư căn bản cũng không có tìm được hắn cái bóng huống hồ chúng ta vậy đều thấy được muốn đi vào cái này tầng thứ tư là cỡ nào khó cái kia sở phong bằng vào sức một mình, làm sao có thể làm đến. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đem nước bọt phun tại sở phong trên thân. Đối với một màn này, Lệ Ám Chi cùng đông quách thiên tộc người đều không nói gì thêm, bọn họ đều đã thành thói quen mọi người đi dạng này công kích sở phong. Không có cách, nhân chi thường tình, đối với những tự mình đó không hiểu rõ, nhưng lại làm được tự mình làm không đến sự tình người, mọi người thường thường khịt mũi coi thường, tốt giống như vậy liền có thể hiển lộ rõ ràng mình cũng không so với hắn người yếu đồng dạng. Bất quá, đối với đám người đối sở phong nhục nhã, cũng không phải là tất cả mọi người đều không thèm chịu nể mặt mũi. Liền giống với Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ hai người, đối với đám người đối sở phong nhục nhã, hai người bọn họ vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. u u nhưng vào lúc này, cái này tầng thứ tư đại địa, lại là bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, tại cái kia tầng thứ ba thông hướng tầng thứ tư lối vào, vậy mà lóe lên lóa mắt quang hoa cái kia là chuyện gì xảy ra gặp một màn này mọi người đều là thần sắc khẽ động mà qua không đến bao lâu liền có mấy đạo nhân ảnh từ tầng thứ ba thông hướng tầng thứ tư cầu thang bên trong bay cướp mà ra là bọn họ bọn họ làm sao tiến đến bọn họ không phải không biện pháp thông qua cái kia cầu thang sao nhìn thấy những người kia bộc dương hàn bọn người thì là một mặt không hiểu uy những người kia đều cho ta lại đây không hiểu sau khi bộc dương hàn hô to một tiếng những người kia lúc đầu đều đắm chìm trong, tiến vào tầng thứ tư trong vui sướng, nghe được Bộc Dương Hàn la lên, lại phát hiện Bộc Dương Hàn bọn người đều là tại cách đó không xa, liền nhao nhao bay lượn mà tới. Các ngươi là thế nào tiến đến? Bộc Dương Hàn tiến lên hỏi, chúng ta cũng không biết, đột nhiên, ẩn tàng cầu thang nổi lên, lại quang mang lấp lóe, cực kỳ lóa mắt, chúng ta leo lên mà đến, liền thông suốt tiến đến. Không chỉ có như thế, cái kia tầng thứ hai thông hướng tầng thứ ba cầu thang, cũng là quang mang bắn ra bốn phía, ta dùng quan sát thủ đoạn có thể trông thấy, cái kia chút nguyên bản không có cách nào đi vào tầng thứ ba người, đang tại đi vào tầng thứ ba, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền hội phát hiện cái này thông hướng tầng thứ tư cầu thang, cũng tới đến cái này tầng thứ tư. Những người kia nói ra, cái gì, lại có loại chuyện này, nghe được lời này, đám người một mặt nghĩ mà sợ, còn tốt bọn họ đã thanh cái này tầng thứ tư tài nguyên tu luyện luyện hóa sạch sẽ, nếu không chẳng phải là muốn cùng bọn này hạng người bình thường bình điểm. Cứ việc tài nguyên tu luyện đã bị bọn họ luyện hóa, không có lo âu phương, thế nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là không hiểu. Dạng này biến hóa, tựa hồ còn chưa từng nghe nói qua. Mà quả nhiên, qua không đến bao lâu, cái kia chút nguyên bản chỉ có thể dừng lại tại tầng thứ hai người, vậy mà cũng là nhau nhau đi tới tầng thứ tư. Thoáng một cái, cơ hồ tất cả tiến vào Tân Tú đại trận người, đều đi tới cái này tầng thứ tư. Thật là kỳ quái, làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này biến hóa? Nhìn thấy cái kia chút trong mắt mình hạ người vô năng, vậy mà vậy đi tới tầng thứ tư, những thiên tài kia hiện ra không công bằng ánh mắt. Mau nhìn, đây không phải là sở thị thiên tộc người. Rất nhanh, có người phát hiện sở xương xương cùng sở thanh bọn người. uy những sở thị đó thiên tộc người, cho ta lại đây. Có người quát lớn, ngữ khi phi thường bá đạo, đơn giản liền là mệnh lệnh. Nghe được có người, nạt như thế mình, sở hoàn vô cùng sở hảo viêm trên mặt, đều là lộ ra khó chịu chi sắc. Nhưng là trở ngại thực lực đối phương cường hoành, bọn họ cũng không có từ tìm phiền toái, mà là nhao nhao đi tới người kia bên cạnh. Rơi xuống về sau, sở thanh ra hiệu sở hoàn vũ bọn người không nên mở miệng, còn hắn thì thong dong đi đến người kia trước người, hỏi. Xin hỏi, chuyện gì? chương 3203, Thánh Linh Quang chi trận. Sở thị thiên tộc năm nay người mới, chỉ có các ngươi. Bộc Dương thiên tộc có người hỏi, mà Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, bọn họ mặc dù muốn hỏi, nhưng cũng không có hỏi, bởi vì tại bọn họ xem ra, trước mắt mấy cái này sở thị thiên tộc tộc nhân, thật sự là quá yếu, loại thực lực này tu võ giả, ngay cả để bọn họ mở miệng nói chuyện tư cách đều không có. Vâng, sở thanh lên tiếng lần nữa nói ra, hắn ngữ khí rất là hiền lành, nhưng lại cũng không hèn mọn, ngược lại rất có khí độ. Sở thanh, trung quy là sở thị thiên tộc, đã từng tiểu bối đệ nhất nhân, người này không chỉ có thiên phú tu luyện, tại sở thị thiên tộc chúng siêu quần bạt tụy, làm người làm việc, đồng dạng bất phàm. Gặp Sở Thanh như này tu vi, ở trước mặt mình thế mà không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại để ở đây không ít người lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ cái này Sở thị thiên tộc tộc nhân, ngược lại là có chút không đồng nhất dạng. Ngươi lừa gạt ai đây, chẳng lẽ cái kia Sở Phong không phải ngươi Sở thị thiên tộc tộc nhân? Bộc Dương thiên tộc bên trong, có người phẫn nộ quát. Sở Phong đệ đệ, tự nhiên là ta Sở thị thiên tộc tộc nhân. Sở Thanh cười nhạt nói, bớt nói nhảm, cái kia Sở Phong đâu, tránh đi đâu rồi? Vị kia hỏi tránh, không biết chỉ giáo cho. Sở Thanh hỏi, "Hừ, cái kia Sở Phong cái thứ nhất tiến vào cái này Tân Tú đại trận, kết quả đến bây giờ đều không có hiện thân, trốn đến nơi nào, các ngươi chẳng lẽ không biết?" Vị kia hỏi, "Ta Sở Phong đệ đệ xác thực là cái thứ nhất tiến vào cái này Tân Tú đại trận, nhưng là bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tựa hồ không hội trốn đi tới làm cái gì sự tình, huống hồ hắn cũng không có trốn đi lý do." Sở Thanh nói ra, "Tốt một cái không có trốn đi lý do, vậy ngươi ngược lại là nói một chút" tầng thứ nhất này, tầng thứ hai, tầng thứ ba, cùng cái này tầng thứ tư, đều không nhìn thấy người cái kia sở phong đệ đệ thân ảnh, hắn nếu không có trốn đi, người ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, người sở phong đệ đệ đi đâu. Vị kia hỏi, hắn này nói cho hết lời, liền người quát lớn, sở phong, khác trốn trốn tránh tránh, là cái nam nhân liền cút ra đây, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, người cái này sở hiên viên chi tử, đến cùng là dáng dấp ra sao. Làm sao, ta đều nói như vậy, người còn không dám đi ra, nguyên lai like sở hiên viên chi tử là một cái nhát như chuột đồ bỏ đi a à. không cần hô ta sở phong đệ đệ có lẽ căn bản cũng không ở chỗ này sở thanh nói ra ờ hắn không ở nơi này vậy ngươi ngược lại là nói một chút hắn ở đâu vị kia hỏi có lẽ hắn tại tầng thứ năm sở thanh nói ra cái gì ngươi nói tầng thứ năm ngươi không phải đang đùa ta a à. ha 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 mọi người có nghe hay không cái này sở thị thiên tộc phế vật lại còn nói cái kia sở phong tiến nhập tầng thứ năm Nghe được sở thanh vừa nói như vậy, vị kia không chỉ có lộ ra châm chọc sắc mặt, còn cực kỳ châm chọc cười ha hả. Mà giờ khắc này, ở đây không ít người, cũng là phát ra châm chọc tiếng cười, tại bọn họ xem ra, sở thanh thật nói ra một chuyện cười. Kỳ thật mọi người đều biết, cái này tân tú đại trận xác thực có 5 tầng, chỉ là cái này tầng thứ tư đã là rất khó đi vào, cái kia tầng thứ năm càng là cơ hồ không có người có thể tìm được. Nếu là nói, sở phong tiến vào tầng thứ tư, mọi người còn có thể miễn cưỡng tin tưởng, nhưng nếu sở phong tiến vào tầng thứ năm đó chính là người si nói mộng ông nhưng vào lúc này tại cái này tầng thứ tư chỗ sâu lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo trời ánh mắt hoa đó là cái gì nhìn thấy cái kia quang hoa tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động mà mọi người ở đây ngây người công phu đã là có người nhổ thân mà lên nhanh chóng hướng quang mang kia chỗ phương hướng bay vút đi là lê ám chi thấy thế bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ cũng là vội vàng khởi hành ngay sau đó ở đây tất cả mọi người đều là bạt không mà lên, nhanh chóng hướng quang mang kia chỗ ở phương bay vút đi. Suốt cục, mọi người đều là đi tới quang mang kia vị trí chỗ ở, mà khi mọi người thấy rõ quang mang kia về sau, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến. Cái kia lại là một cái cầu thang, thẳng thông thiên tế, nhưng lại tại giữa không chung, bỗng nhiên gãy mất. Đây là, thông hướng tầng thứ 5 cầu thang. Tại sao có thể như vậy? Vì sao cái này thông hướng tầng thứ 5 cầu thang, hội bỗng nhiên phù hiện? đám người một mặt không hiểu, ta ngược lại thật ra nghe tiền bối nói qua, tân tú đại trận, chung có 5 tầng, mỗi tầng bên trong, đều có khổng lồ tài nguyên tu luyện, nhưng nếu nói tài nguyên tu luyện, chính là tầng thứ 5 đặc thù nhất. Tầng thứ 5 tài nguyên tu luyện, không chỉ có nồng nặc nhất, lại tầng thứ 5 tài nguyên tu luyện, chính là đặc thù hai tụ tập mà thành bức tranh, cái kia trong bức tranh liền chất chứa tất cả tu võ giả tha thiết ước mơ tu võ chi đạo. Cái kia tu võ chi đạo, giấu tại trong bức tranh, chỉ có thiên phú dị bẩm, lực lĩnh ngộ hơn người người, mới có thể đốn ngộ. Mỗi bữa ngộ một điểm, bức tranh đó liền hội giảm bớt một tấc, như có người có thể đem cái kia tu võ chi đạo toàn bộ lĩnh ngộ, cái kia đầy vách tường bức tranh liền hội triệt để tiêu tán. Lúc này, cái này tân tú đại trận tất cả cầu thang đều đem mở ra, tất cả ngăn cản đều hội biến mất, vô luận tu vi như thế nào, thiên phú như thế nào, tất cả mọi người đều có thể chạy suốt tầng thứ năm. Mà khi tất cả tu võ giả, đạt tới tầng thứ năm về sau, liền hội triệu hồi ra thánh linh thú. Nếu là có người có thể đánh bại cái này thánh linh thú, liền có thể triệu hoán ra trong truyền thuyết, thánh linh quang chi trận. Trong đám người, vị kia đến từ Đông Quách thiên tộc mạnh nhất Tân Tú chậm rãi nói ra. "Đúng, ta ngược lại là vậy nghe nói qua chuyện này, thế nhưng là nghe đồn, tổ võ tu hành giới tồn tại nhiều năm, có thể tiến vào tầng thứ 5 người ít càng thêm ít, mà có thể đủ để gọi xuất sinh linh quang chi trận thì càng ít. Theo ta được biết, triệu hồi ra sinh linh quang chi trận người, lịch đại đến nay chỉ có hai cái." Bỗng nhiên, trong đám người một nữ tử nói ra, "Ai? Đám người, cơ hồ cùng kêu lên hỏi, Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên, nữ tử kia nói ra, Chương 3204, Cửu phẩm Thiên Tiên." Cái này, nghe được lời này, mọi người đều là thần sắc đại biến. Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên, ở đây người, không có khả năng không ai biết. Mà hai người kia cùng Sở Phong quan hệ, mọi người cũng đều biết. Cái kia không học hỏi là Sở Phong gia gia, cùng Sở Phong phụ thân sao? Nhớ năm đó, hai vị này phân biệt sáng tạo ra tổ võ tu hành giới hai cái đỉnh phong, đồng thời lần thứ nhất tiến vào chủ vực, liền đều phân biệt triệu hoán ra thánh linh quang chi trận. Mà bây giờ, bọn họ hậu nhân, sở phong tiến vào cái này tân tú đại trận sau. Cái này tầng thứ năm liền bị mở ra, chẳng lẽ cái này thật chỉ là trùng hợp, giờ phút này tất cả mọi người đều đã nghĩ đến một cái khả năng, cái kia tầng thứ năm bên trong rất có thể có một người, mà người này rất có thể liền là sở phong lúc trước là ai nói sở phong là hèn nhát tránh mà bắt đầu giờ phút này lê ám chi mở miệng nói ra nghe được lời này cái kia chút lúc trước chào phúng sở phong người đều là một mặt hổ thẹn rất nhiều người càng là không có ý tứ thấp hạ đầu hư ngươi liền có thể xác định cái này tầng thứ năm mở ra cùng cái kia sở phong có quan hệ bộc dương hàn cười lạnh một tiếng hắn không thể không lạnh cười bởi vì từ đầu đến cuối đều đang giếu cợt sở phong liền có hắn một cái thậm chí Ban đầu khiêu khích Sở Phong chính là hắn. Hắn tự nhiên không nguyện ý thừa nhận, Sở Phong làm ra như thế cao minh sự tình. Cầu thang đã bị đả thông, không có bất kỳ cái gì áp bách tồn tại, tất cả chúng ta đều có thể thông qua cái kia cầu thang, tiến vào Tân Tú đại trận tầng thứ 5, muốn biết kết quả, theo ta tìm tòi hư thực không phải biết. Lê Ám Chi có chút một cười, sau đó liền thân hình nhảy lên, xuất trước đạp lên cái kia cầu thang, tiến nhập bên trong hư không. Thấy thế, mọi người lục tục ngo ngoe bay vút đi nhưng mà tại phần lớn người đều tại hướng cái kia tầng thứ năm mà đi thời khắc bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ lại là lẫn nhau liếc mắt một cái hai người có chút không bình tĩnh chuyện cho tới bây giờ bọn họ vậy hội nghĩ cái kia một mực bị bọn họ nhục nhã sở phong hội không hội thật tại tầng thứ năm nếu như sở phong thật đang nói cái kia hai người bọn họ hôm nay coi như thật là mất mặt ném về tận nhà cứ việc nội tâm luống cuống thế nhưng là bọn họ nhưng không có lựa chọn cắn răng vẫn là đi theo đám người lướt về phía cái kia tầng thứ 5. Ầm ầm, nhưng mà, tiến vào tầng thứ năm về sau, bọn họ nhìn thấy, lại là vô số đạo màu sắc rực rỡ lôi đình. Trời ạ, à, đây là cái gì? Nhìn qua chung quanh lôi đình, liền ngay cả Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, cũng là bị dọa liên tục rút lui, thậm chí run lẩy bẩy. Bởi vì trước mắt lôi đình, là khủng bố như thế, cái kia tích chứa trong đó lực lượng, đơn giản không thể đo lường, dễ như trở bàn tay liền có thể để bọn họ tan thành mây khói. Uổng các ngươi vẫn là thiên tộc người, thế mà ngay cả thiên cấp huyết mạch cũng không nhận ra. Lê Ám Chi phát ra châm chọc tiếng cười. Cái gì, đây là thiên cấp huyết mạch. Nghe được lời này, hai người đều là thần sắc khẽ động. Trên thực tế không chỉ có là hai người, ở đây đại bộ phận điểm thiên tộc người đều là đầy mặt chấn kinh. Mặc dù, bọn họ đều là thiên tộc người, từ nhỏ tại cửu sắc thần lôi liên hệ, thế nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua, đáng sợ như thế lôi đình. Kỳ thật vậy không trách các ngươi, dù sao đây chính là thần phạt huyền công mà dẫn tới thần cấp lôi đình lê ám chi nói bổ sung thần phạt huyền công nghe được bốn chữ này đám người lại lần nữa thần sắc đại biến dù sao thần phạt huyền công đây chính là truyền thuyết cấp bậc huyền công nhưng là mọi người lại bỗng nhiên vang lên tựa hồ sở phong ra ra sở hán tiên cùng sở phong phụ thân sở hiên viên vậy đều từng tu luyện thần phạt huyền công nói như vậy sở phong chẳng phải là thật sự ở nơi này trong lúc nhất thời mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái này tầng thứ năm chỗ sâu mà tại mọi người quan sát phía dưới cái kia thần lôi bắt đầu tiêu tán thần lôi tiêu tán về sau một đạo cũng là phù hiện ở trước mặt mọi người người này đối mặt đám người ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền cứ việc ở đây phần lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi thế nhưng là bọn họ lại một chút liền nhận ra người này chính là sở phong sở dĩ nhận ra được đó là bởi vì sở phong trên trán phủ văn phía trên liền khắc lấy sở thị thiên tộc sở phong cái này sáu cái chữ. Thật là hắn làm, thần lôi tiêu tán về sau, mọi người không chỉ có thể thấy rõ sở phong chân thân, còn có thể thấy rõ toàn bộ tầng thứ năm. Dưới mắt, mọi người phát hiện cái này tầng thứ năm trên vách tường, trụi lùi, nơi đó còn có cái kia năng lượng thiên địa ngưng tụ mà thành bức tranh. Cái này đã nói, thật là sở phong đem nơi này năng lượng thiên địa toàn bộ lĩnh ngộ, cho nên mới đem tầng thứ năm triệt để mở ra. Mà trên thực tế mà thôi xác thực như thế, Sở Phong tại lĩnh ngộ nơi đây năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo về sau liền lập tức bắt đầu nếm thử đột phá giờ phút này Sở Phong tu vi đã là thành công tòng bát phẩm thiên tiên tăng lên tới cử phẩm thiên tiên tình trạng đồng thời lần này thu hoạch cực lớn thậm chí Sở Phong loáng thoáng ở giữa đã chạm đến võ tiên cảnh cánh cửa chỉ thiếu một chút Sở Phong liền có thể đột phá đến võ tiên cảnh bá nhưng vào lúc này Sở Phong lại là đột nhiên mở hai mắt ra lại lập tức đứng dậy. Sở Phong mở hai mắt ra về sau, căn bản cũng không có nhìn về phía Lê Ám Chi bọn người, mà là ngẩng đầu quan sát, nhìn phía cái này tầng thứ 5 phía trên. Sở Phong có thể cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng chính phía trên đó tụ tập. Chỉ là, có thể cảm giác được cỗ năng lượng này cũng chỉ có Sở Phong một người. Bởi vậy, đối với Sở Phong cái này đột nhiên cử động, mọi người đều rất là không hiểu. Nếu không có phải hiểu, mọi người chỉ hội hiểu thành Sở Phong đối bọn họ khinh thị. Không cái này sao lại là khinh thị? đây quả thực là không nhìn đối với sở phong dạng này không nhìn bộc dương hàn rất là khó chịu chỉ vào sở phong hét lớn một tiếng sở phong người cũng quá không coi ai ra gì đi ờ nghe được bộc dương hàn dạng này một hô sở phong mới đem ánh mắt ném lại đây kỳ thật lấy sở phong sức cảm ứng há hội chú ý không đến bọn họ xuất hiện chỉ là so với bọn họ sở phong càng trọng thì cái kia chính tại ngưng tụ sức mạnh thôi nhưng là dưới mắt đối phương mở miệng Sở Phong lại cũng không tốt không thêm vào đáp lại. "Ngươi biết ta?" Sở Phong hỏi, trên trán ngươi mặt khác lấy tên ngươi, ta muốn không biết ngươi vậy khó." Bộc Dương Hàn lạnh giọng nói ra, "Ờ, suýt nữa quên mất." Nghe được lời này, Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó nói ra, "Vậy ngươi có việc." "Chương 3205, thu thập quái vật kia." "Cái này tầng thứ năm là ngươi mở ra, ngươi ngược lại là có chút bản sự a, à. không ngại nói thẳng đi, ta muốn lãnh giáo một chút." Sở Hiên Viên chi tử bản sự. Bộc Dương Hàn nói ra, hắn sở dĩ dám nói như vậy, đó là bởi vì Sở Phong ẩn giấu đi khí tức, hắn cũng không có cảm nhận được Sở Phong giờ phút này khí tức, cũng không biết Sở Phong hiện nay tu vi. Tuy nói, Sở Phong lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, tiến nhập cái này Tân Tú đại trận, lại mở ra Tân Tú đại trận tầng thứ 5. Thế nhưng là chuyện này chỉ có thể chứng minh Sở Phong thiên phú dị bẩm, lại không thể chứng minh Sở Phong thực lực đến. Cho nên Hắn rất muốn lãnh giáo một chút Sở Phong thực lực. Dù sao, nếu là có thể đánh bại Sở Phong, đây cũng là tương đương hắn đánh bại Lê Ám Chi, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái gia tăng danh khí lớn tốt cơ hội. Ngươi sao, quên đi thôi, cùng ta giao thủ, hiện tại ngươi không đủ tư cách. Sở Phong nhàn nhạt phủi cái kia Bộc Dương Hàn một chút, sau đó liền lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 5 phía trên. Ngươi cái tên này, thật là cuồng vọng, nghe được lời này, Bộc Dương Hàn lập tức giận dữ đang khi nói chuyện lòng bàn tay một phen một thanh nửa thành tiên binh liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn ô oa à, nhưng mà cái kia nửa thành tiên binh vừa mới nắm trong tay lại lại lập tức rời tay bay ra cuối cùng rơi trên mặt đất cùng lúc đó cái kia bộc dương hàn càng là bạt không mà lên bị một cỗ vô hình lực lượng gắt gao đặt tại cái này tầng thứ năm trên vách tường ta nói cùng ta giao thủ ngươi không đủ tư cách ngươi cũng đừng lấy không có gì vui vào thời khắc này Sở Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ là nói lời này thời điểm, Sở Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn Bộc Dương Hàn Đồng Giác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tầng thứ 5 đỉnh chóp. Thế nhưng là giờ này khắc này, ở đây mọi người thì là càng thêm không bình tĩnh. Chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả hiểu rõ Sở Phong thực lực Lê Ám Chi, cũng là đầy mắt kinh ngạc. Sở Phong xuất thủ một khắc kia trở đi, bọn họ đã là có thể cảm nhận được Sở Phong khí tức. Cửu phẩm thiên tiên, thực lực này, tại trăm tuổi trong vòng tiểu bối bên trong, tuyệt đối là phi thường nhân vật đáng sợ. Giờ phút này, Lê Ám Chi nội tâm cực kỳ phức tạp. Nhớ ngày đó, Sở Phong chỉ là lục phẩm thiên tiên, liền chiến thắng thân là thất phẩm thiên tiên hắn. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, thân là cửu phẩm thiên tiên Sở Phong, lại hội cường đại cỡ nào. Sợ là võ tiên phía dưới, đã không người là Sở Phong đối thủ. Nhưng nhất lệnh Lê Ám Chi bất an là, Sở Phong tu vi tăng tiến cũng không tránh khỏi quá nhanh. Về khoảng cách lần giao thủ, kỳ thật cũng chưa qua đi bao lâu hắn tại trong lúc này như thế cố gắng tu luyện cũng chỉ tăng tiến nhất phẩm tu vi đồng thời còn nhờ vào cái này tân tú đại trận nhưng là sở phong vậy mà tòng lục phẩm thiên tiên tăng lên tới cử phẩm thiên tiên tăng tiến trọn vẹn tam phẩm tu vi cái này khiến lệ ám chi theo không kịp không thể không suy nghĩ đời này kiếp này hắn phải chăng còn hữu cơ hội đuổi kịp sở phong mọi người mau mau rời đi nơi đây vào thời khắc này sở phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng a à, nhưng mà đối với sở phong đột nhiên phát ra ngưng trọng thanh âm đám người lại là có chút không biết làm sao đi mau nhưng vào lúc này sở phong thì là lại lần nữa hét lớn một tiếng khi sở phong nói xong lời này thời khắc hắn liền lập tức từ tầng thứ năm bay lượn mà ra cùng lúc đó cũng là bằng vào mình lực lược sẽ tại cái kia tầng thứ năm bên trong tất cả mọi người cưỡng ép lộ ra tầng thứ năm rời đi tầng thứ năm về sau sở phong liền dẫn đám người nhanh chóng hướng nơi xa bay vút đi Đối với sở phong cử động lần này mọi người còn có chút không hiểu. Oanh, thế nhưng, sở phong bay lượn ra ngoài không có có bao xa, cái kia tầng thứ 5 vị trí chỗ ở, liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai oanh minh. Cùng lúc đó, một cố cường đại gợn sóng, càng là quét ngang ra, trong lúc nhất thời, chứa nói bụi đất tung bay, cái kia phương viên mấy vạn mét bên trong hết thảy, đều bị phá hủy ra. Mà khi mọi người lại lần nữa nhìn về phía vùng hư không kia, phát hiện một cái dài đến hơn nghìn thước quái vật khổng lồ, vậy mà xuất hiện ở trên đường chân trời. Đây là một cái từ ánh sáng màu trắng, chỗ ngưng tụ mà thành quái vật, nó bốn cái giống như ngựa, thân thể giống như hổ, mà đầu thì dường như một cái sói đói, nhưng trọng yếu nhất là, nó dáng dấp như thế hung thần ác sát, tuy nhiên lại hào quang rực rỡ, phổ chiếu bát phương, tựa như thánh vật bình thường. Nhưng là dưới mắt, mọi người hoảng sợ nhất lại là, quái vật này phát tán khí tức, là khủng bố như thế, vậy đơn giản liền là hủy thiên diệt địa lực lượng nhìn thấy quái vật này ở đây phần lớn người cũng không khỏi đưa ánh mắt về phía sở phong trong mắt hiện ra vẻ cảm kích bọn họ rốt cuộc biết vì sao sở phong muốn mạnh mẽ mang bọn họ rời đi tầng thứ năm bởi vì cái này quái vật chính là từ cái kia tầng thứ năm mà sinh còn tốt có sở phong nếu không bọn họ ở đây tất cả mọi người sợ là đều phải tao ương cái này tân tú trong đại trận sao hội xuất hiện như thế quái vật giờ phút này liền ngay cả sở phong cũng là cho mày, bởi vì trước mắt quái vật, thực sự quá cường đại, vậy đơn giản là một loại không thể chiến thắng cảm giác, sở phong cũng không biết khi xử lý như thế nào quái vật này. Đối mặt như thế tồn tại, ngoại trừ trốn, hắn giống như có lẽ đã nghĩ không ra phương pháp giải quyết. Sở phong, đây cũng là thánh linh thú, bỗng nhiên, có người nhắc nhở, thánh linh thú, vật này vì sao hội bỗng nhiên xuất hiện. Sở phong hỏi, nó như thế nào xuất hiện cũng không trọng yếu, trọng yếu là chỉ đánh bại vật này liền có thể triệu hoán ra thánh linh quang chi trận nếu là có thể triệu hồi ra thánh linh quang chi trận như vậy tất cả chúng ta đều có thể tiến vào thánh linh quang chi trận tu luyện có người lại lần nữa nói ra a à, nghe được lời này sở phong thì là ánh mắt khẽ động mặc dù không có người cùng sở phong giải thích cái này thánh linh quang chi trận đến tột cùng là vật gì thế nhưng là sở phong lại có thể nghĩ đến cái này thánh linh quang chi trận hẳn là mặt khác một tòa tu luyện đại trận đồng thời hẳn là so cái này tân tú đại trận còn muốn lợi hại hơn đa tài là. Nói thật, nghe tới thánh linh quang chi trận một khắc này, sở phong cũng là động tâm. Dù sao sở phong khoảng cách võ tiên cảnh, chỉ là cách nhau một đường. Không đúng, thế nhưng là bỗng nhiên, sở phong lại ý thức được không đúng. Dù sao, đánh bại trước mắt cái quái vật này, mới có thể triệu hồi ra cái kia cái gọi là thánh linh quang chi trận. Mà trước mắt quái vật, đơn giản quá mạnh, đây quả thực là không thể chiến thắng. Trọng yếu nhất là, Sở Phong phát hiện, dưới mắt cơ hồ tất cả mọi người, đều đưa ánh mắt nhìn về phía mình. Đồng thời ánh mắt kia, vậy mà tràn đầy khát vọng cùng vẻ chờ đợi. Bỗng nhiên, Sở Phong tỉnh ngộ lại đây, những người này, là muốn ta đi thu thập quái vật kia. chương 3206, cướp nhập địa ngục trận. Các ngươi, cũng không phải là muốn để cho ta, đi thu thập quái vật kia à. Sở Phong lấy một loại không xác định ngữ khí hỏi, đồng thời ánh mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc bởi vì hắn không nghĩ ra mọi người vì sao sẽ đối với hắn ký thác kỳ vọng rõ ràng quái vật kia đáng sợ như vậy mọi người không có khả năng không cảm giác được mới đúng sở phong công tử người khả năng còn không biết đi trước đó đã có hai vị tiền bối thành công đánh bại cái này thánh linh thú mà hai người kia ngươi đều biết đồng thời cùng ngươi quan hệ không thể coi thường a à. có người mở miệng nói ra ai sở phong ánh mắt khẽ động kỳ thật trong lòng của hắn đã nghĩ đến một đáp án chỉ là hắn vẫn là muốn từ trong miệng mọi người xác định một cái. Đó chính là ra ra ngươi sở hãn tiên đại nhân, cùng phụ thân ngươi, sở hiên viên đại nhân. Người kia nói, nghe được lời này, sở phong trong lòng trở nên không còn bình tĩnh nữa, đối phương để hắn xác định mình suy đoán. Mà đáp án này, để sở phong nội tâm cảm xúc, sóng lớn mãnh liệt bắt đầu. Ra ra mình cùng phụ thân, thế mà đều từng đã đánh bại cái này thánh linh thú, triệu hồi ra thánh linh quang chi trận. Nguyên nhân chính là như thế, Mọi người mới phát giác được, hắn vậy có thể làm được, bởi vì hắn là Sở Hãn Tiên Tôn Nhi, con trai của Sở Hiên Viên a. Trên thực tế, liền ngay cả Sở Phong mình đều có một loại sứ mệnh cảm giác. Gia gia mình cùng phụ thân đều làm được, mình nếu là làm không được, đây chẳng phải là bôi nhọ gia gia cùng phụ thân thanh danh. Hắn cái này hậu nhân, cũng không tránh khỏi quá kém một điểm a. Mọi người nhất định sẽ cảm thấy, Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên, cái kia thiên phú nghịch thiên, đến Sở Phong nơi này thất truyền sở hãn tiên cháu trai cùng con trai của sở hiên viên quả nhiên là một cái phế vật hai vị tuyệt thế thiên tài bị người ghi khắc cùng truyền sướng đại nhân vật một thế anh danh đem bị hủy bởi sở phong nơi này sở phong người có chỗ không biết qua nhiều năm như vậy đều ít có người có thể tiến vào tầng thứ năm chớ nói chi là triệu hồi gia thánh linh thú mà ngươi lại thành công triệu hoán gia thánh linh thú cái này tuyệt đối không phải trùng hợp đúng vậy a à, sở phong công tử người thiên phú thực sự cao minh cùng ngươi thật có thể dẫn đầu chúng ta, tiến vào cái kia thánh linh quang chi trận. Sở phong công tử, người hẳn là cũng biết, bình thường tới nói, chúng ta coi như triệu hoán ra quang chi trận, nhưng bởi vì trận pháp hạn chế, chúng ta cũng vô pháp tiến vào quang chi trận, chớ nói chi là muốn dùng quang chi trận bên trong tài nguyên tu luyện. Nhưng là thánh linh quang chi trận thì là khác biệt, chỉ cần triệu hoán mà ra, chúng ta đều có thể trực tiếp tiến vào thánh linh quang chi trận. Giờ phút này, đám người lại lần nữa nhao nhao mở miệng, cái kia trong lời nói đều là tràn đầy, không che giấu chút nào kỳ vọng. Bọn họ đều hy vọng, sở phong có thể đánh bại cái này thánh linh thú, dẫn đầu bọn họ tiến vào thánh linh quang chi trận. Nghe đến đó, sở phong trong lòng cũng là giấy lên hướng tới hỏa diễm. Lúc đầu, liền tính bọn họ triệu hồi ra quang chi trận, nhưng cũng không có cơ hội hưởng dụng. Bởi vì, chỉ có lệnh hồ thiên tộc người có thể muốn dùng, liền tính bọn họ triệu hồi ra quang chi trận, bọn họ cũng chỉ là tại vì lệnh hồ thiên tộc tộc nhân làm áo cưới thôi. Nhưng nếu là như đám người nói, chỉ cần triệu hồi ra thánh linh quang chi trận, bọn họ liền có thể tiến vào bên trong tu luyện lời nói. Cái kia không chỉ có là có thể thu hoạch được tu luyện cơ hội đơn giản như vậy, đồng thời cũng liền tránh khỏi lệnh hồ thiên tộc độc hưởng tài nguyên tu luyện thế cục. Suy nghĩ một chút, đây thật ra là một kiện phi thường sảng khoái sự tình. Chỉ là, cái kia thánh linh thú khủng bố như thế, nên như thế nào chiến thắng tại nó đâu. Mọi người có thể hay không tỉnh táo một điểm, liền coi như các người muốn đi vào thánh linh quang chi trận, vậy mời nhìn một chút cái kia thánh linh thú thực lực đáng sợ như vậy ra hỏa ai có thể chiến thắng hắn các ngươi có thể hay không không cần như thế tự tư vì các ngươi một điểm tư tâm liền để ta sở phong đệ đệ đi chịu chết bỗng nhiên một đạo tràn ngập tức giận âm thanh âm vang lên là sở xương xương sở xương xương mắt thấy cái này chút cùng sở phong bản không liên hệ người vì mình tư tâm liền để sở phong đi khiêu chiến cái kia thánh linh thú nàng thật cảm thấy phẫn nộ bởi vì sở phong nếu như chết rồi đối bọn họ tới nói hào không tổn thất, thế nhưng là đối sở thị thiên tộc thì không đồng nhất dạng, nếu là sở phong thật xuất hiện không hay xảy ra, đôi kia sở thị thiên tộc tới nói, tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn, thậm chí là không thể xóa nhòa. Nghe được sở xương xương lời nói về sau, không ít người thì là trầm mặc thấp hạ đầu. Kỳ thật, nếu là đổi lại trước đó, sở xương xương loại nhân vật này, dám như thế nói với bọn họ lời nói, bọn họ nhất định sẽ cho sở xương xương một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhưng là bây giờ khác biệt, bọn họ đều thấy được sở phong thực lực, có sở phong chỗ dựa, bọn họ coi như khó chịu, cũng không dám đối sở xương xương như thế nào. Huống chi, chuyện này sở xương xương nói vậy không sai, bọn họ thật có chút qua điểm. Mà trên thực tế, sở xương xương một phen về sau, cũng là xác thực khiến mọi người bình tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía xa như vậy chỗ thánh linh thú, cũng là không khỏi lâm vào trầm tư, cường đại như thế quái vật, đơn giản liền là không thể chiến thắng. Như vậy năm đó sở hãn tiên cùng sở hiên viên, lại là như thế nào đánh bại cái này cường đại tồn tại đâu ông thế nhưng đúng lúc này cái kia thánh linh thú phía dưới vậy mà quang mang lấp lóe rất nhanh một tòa đại trận nổi lên đại trận kia phù hiện về sau tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ động bởi vì đại trận kia bề ngoài đến xem hào quang rực rỡ đơn giản giống như là một tòa thánh địa thậm chí khi đại trận kia xuất hiện về sau cái kia trên hư không uy chấn bát phương thánh linh thú trong mắt lại hiện ra một tia sợ hãi Mọi người đều ý thức được, đại trận này hẳn là cùng thánh linh thú, có không thể coi thường liên quan, lại hoặc là ẩn chứa để thánh linh thú cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Thế nhưng, quan sát cái kia đại trận trung tâm khu vực, mọi người lại là một mặt hoảng sợ. Bởi vì cái kia đại trận trung tâm khu vực, tựa như là một cái miệng núi lửa, có thể nhìn ra xa đến bên trong tình huống. Cái kia trong đó, nham tương nhấp nhô, sóng nhiệt bốc lên, thậm chí cái kia trong nham tương, còn có vô số một tay, lít nhà lít nhít nhô ra. Tựa như là ác linh chi thủ, muốn đem người cưỡng ép kéo vào trong đó. Cùng lúc đó, trận trận đáng sợ gào thét, cũng là không ngừng từ cái kia lối vào truyền đến. Vậy nơi nào là nham tương, vậy đơn giản liền là địa ngục cửa vào. Đáng sợ đến, ngay cả cái kia cường đại thánh linh thú, đều đối nó tràn đầy kiêng kỵ. Được rồi, đi thôi, đừng nghĩ lấy đánh bại thánh linh thú, nếu là nếu ngươi không đi, cái kia thánh linh thú không giết chúng ta, cái kia đáng sợ trận pháp đều muốn nuốt mất chúng ta. Vào thời khắc này, có người thấp giọng nói ra, nghe được lời này, mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Dưới mắt tình huống, thật là quá nguy hiểm, cái kia cường đại thánh linh thú, đã làm cho mọi người thúc thủ vô sách. Bây giờ lại lại xuất hiện một cái, tựa như địa ngục cửa vào trận pháp, cảm giác kia, đơn giản liền hay là thanh tất cả mọi người, đều thôn vệ đi vào, sau đó xé rách gạt bỏ. Thử hỏi, nguy hiểm như thế chi địa, ai còn dám ở đây ở lâu? Bá, thế nhưng, ngay tại mọi người chuẩn bị thoát đi nơi đây thời khắc, một bóng người lại là bay lượn mà ra, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng lướt vào cái kia tựa như địa ngục cửa vào đại trận, phù phù một tiếng, tiến nhập cái kia tràn đầy ác linh chi thủ trong nham tương. Sở Phong, bỗng nhiên, một tiếng tràn ngập lo lắng âm thanh âm vang lên. Bởi vì cái kia lướt vào trong đó người, chính là Sở Phong. Chương 3207, Sở Phong hóa huyết long. Giờ phút này, đám người một mặt mờ mịt, bọn họ không rõ, Sở Phong vì sao muốn tự tìm đường chết? lướt vào cái kia tựa như địa ngục trong trận pháp. Không phải là cái kia trận pháp, cưỡng ép đem Sở Phong hút vào trong đó. Thế nhưng, như thật là trận pháp hút lấy, vì sao bọn họ đều êm đẹp đứng ở chỗ này, không có cảm nhận được mảy may hấp lực. Cho nên, vẫn là Sở Phong mình lướt vào cái kia trong trận pháp, nhưng là Sở Phong vì sao muốn làm như vậy đâu? Nhưng mà, tại mọi người không hiểu thời khắc, cái kia thánh linh thú hung hãn lại lăng lệ trong hai mắt vẻ bất an, lại là càng ngày càng đậm. Hô, ngay sau đó ngay tại sở phong rơi vào cái kia trận pháp không đến bao lâu, cái kia trận pháp vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia trận pháp bắt đầu biến hóa, huyết hồng sắc nham tương, bắt đầu từ cái kia trung tâm trận pháp phát ra, sau đó vậy mà hóa thành một cái huyết hồng sắc cự thú. Con này cự thú, giống như rồng mà không phải là rồng, răng nanh răng nhọn, cực kỳ hung hãn. Trong khi lướt đi về sau, vùng hư không này lập tức trở nên âm u bắt đầu. Mà nó phát tán khí tức, không chỉ có không kém chút nào cái kia thánh linh thú, nó hình thể lại còn so thánh linh thú, lớn trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần. Khi thật là núi liền trời đất quái vật khổng lồ, có thể hủy thiên diệt địa quái vật. Quái vật, quả nhiên là cái quái vật, nhìn thấy con này huyết long, mọi người đều càng thêm xác định cái kia địa ngục trận pháp nguy hiểm. So với thánh linh thú, con này huyết long lệ khí trùng thiên, liền tựa như thật là từ địa ngục chui ra ngoài quái vật. Ô ngao, thế nhưng, đúng lúc này, cái kia huyết long bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó đuôi rồng lay động, vậy mà phóng xuất ra hào quang màu đỏ như máu, nhanh chóng khuếch tán ra. Nhìn thấy cái kia hào quang màu đỏ như máu, tất cả mọi người đều là trong lòng siết chặt. Cái kia hào quang màu đỏ như máu, lực lượng cực mạnh, đồng thời tốc độ cực nhanh, nếu là đánh chúng bọn họ, bọn họ sợ là tai kiếp khó thoát. Mà đáng sợ nhất là, cái kia hào quang màu đỏ như máu, khuếch tán tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ đơn giản tránh không tránh được, trốn không thể trốn, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà, làm mọi người cảm thấy kinh ngạc là, cái kia hào quang màu đỏ như máu thể, lại tại ở gần bọn họ về sau, liền đình chỉ khuếch tán. Định mắt quan sát, cái kia hào quang màu đỏ như máu thể, hóa thành một cái loại cực lớn hộ thuẫn. Đây là, phong tỏa kết giới. Tại lúc này, lệ ám chỉ ánh mắt lấp lẽ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phong tỏa kết giới, giống như thật giống là phong tỏa kết giới. Cái kia huyết long, là cố ý phóng xuất ra cái này phong tỏa kết giới, hẳn là. Nó là sợ thánh linh thú muốn chạy trốn. Nghe được Lê Ám Chi vừa nói như vậy, mọi người đều là phản ứng lại đây. Ô ngao, đúng lúc này, cái kia huyết long lại lần nữa phát ra gầm thét, sau đó vậy mà bãi động thân thể khổng lồ, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, lướt về phía thánh linh thú. Huyết bồn đại khẩu mở ra, liền hướng thánh linh thú cắn. Nhưng mà thánh linh thú, cũng không phải hạng người tầm thường, thân hình mờ mịt, liền tùy tiện né tránh. Sau đó, thánh linh thú miệng há mở, đường đạo năng lượng thể, liền không ngừng hướng cái kia huyết long bay vút đi. Huyết Long trong cơ thể bỗng nhiên tản mát ra huyết sắc quang hoa, tựa như hộ thuẫn bình thường, lại trực tiếp đem Thánh Linh thú trong miệng bắn ra năng lượng thể, toàn bộ cản lại. Trong nháy mắt, cái này hai cái đáng sợ cử thú vậy mà chiến tại một chỗ. Bọn họ cả hai giao chiến, chỗ nhấc lên gợn sóng chính là hủy thiên diệt địa cấp khác. May mắn cái kia huyết Long xuất thủ trước đó phóng xuất ra kết giới kia, thành đám người ngăn tại bên ngoài. Nếu không vẻn vẹn mà là cả hai giao thủ chỗ nhấc lên gợn sóng liền đủ để cho đám người phi hôi yên diệt. Kỳ quái, cái kia từ địa ngục trong trận pháp, bay ra ngoài quái vật, nó chỗ phóng thích kết giới, giống như không phải là vì phong tỏa thánh linh thú, ngược lại tựa như là đang bảo vệ chúng ta. Trong đám người, có người nói, không thể nào, hắn dạng này quái vật, làm sao hội bảo hộ chúng ta. Nhưng mà, người này lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh đồng thời, vậy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì quái vật kia, tựa như từ địa ngục bình thường đi ra, đục trên thân hạ đều tản ra cái kia đáng sợ khí tức, dạng này quái vật, làm sao có thể hội giúp bọn họ đâu. Mọi người mau nhìn, nhìn quái vật kia đầu lâu, vào thời khắc này, có người kinh hô một tiếng, nghe được người này mở miệng, mọi người đều là hướng quái vật kia đầu lâu quan sát mà đi, mà cái này xem xét không sao, tất cả mọi người đều là ánh mắt đại biến. Bao quát lệ ám chi, cùng bộc dương hàn cùng bộc dương kỳ, cũng giống như thế. Bởi vì mọi người phát hiện, tại quái vật kia đầu lâu chỗ sâu, có một bóng người. Quái vật kia di động quá nhanh, mọi người có chút thấy không rõ, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, mọi người còn có thể đại khái nhìn ra, người kia hắn. Tựa như là sở phong, là sở phong, là sở phong thiếu hiệp, sở phong thiếu hiệp bị cái quái vật này ăn hết. Bỗng nhiên, có người phát ra cực kỳ bi thương tiếc hận âm thanh. Ăn hết cái rắm nhà người bị ăn sạch, không phải vào bụng bên trong, mà là đi vào đầu lâu bên trong. Nhưng mà, người này lời nói mới ra, liền lập tức bị đồng môn người trách cứ. Chỉ là bị trách cứ về sau, người kia ngược lại là một mặt mê mang, hỏi thế nhưng là không có bị ăn hết, sở phong thiếu hiệp lại thế nào tiến nhập, quái vật kia trong đầu. Trên thực tế, không chỉ là người này, ở đây bên trong vẫn có không ít người không rõ, sở phong là như thế nào tiến vào quái vật kia đầu lâu bên trong. Là sở phong thao túng quái vật kia, dưới mắt cũng không phải là quái vật kia tại cùng thánh linh sao tay, mà là sở phong, là sở phong đang thúc giục động quái vật kia lực lượng cùng thánh linh sao tay vào thời khắc này lê ám chi chậm rãi nói ra cái gì lại là sở phong công tử đang thúc giục động quái vật kia như vậy nói cách khác cái kia đạo phong tỏa kết giới cũng là sở phong công tử phóng thích mà ra là sở phong công tử đang bảo vệ chúng ta thế nhưng hắn là làm sao làm được ờ ta đã biết là cái kia trận pháp là cái kia trận pháp thì ra là thế thì ra là thế a à, lê ám chi một phen lập tức để cái kia chút không hiểu người bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này, mọi người rốt cuộc biết, sở phong vì sao muốn nhảy vào cái kia tựa như địa ngục cửa vào trong trận pháp. Làm nửa ngày, sở phong liếc mắt liền nhìn ra, cái kia địa ngục vào trong miệng, ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể thôi động cái kia lực lượng cường đại. Mà chỉ cần thúc giục cái kia lực lượng cường đại, tự nhiên mà vậy, liền có thể đánh với thánh linh thú một trận. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới hiểu được, cái kia tựa như địa ngục trận pháp, trên thực tế chỉ là một loại chướng nhãn pháp. Chỉ là đáng tiếc, ở đây bên trong ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, tất cả mọi người đều bị cái này chướng nhãn pháp cho mê hoặc. Chỉ có Sở Phong xem thấu hết thảy, giờ phút này, mọi người lại lần nữa nhìn về phía cái kia huyết long, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều hiện ra một vẻ kính nể. Cùng lúc đó, không quản bọn họ có nguyện ý hay không, lại cũng không thể không đi thừa nhận. Sở Hãn tiên cháu trai, con trai của Sở Hiên Viên, hai vị đại nhân hậu nhân, xác thực là có chỗ hơn người. Không chỉ tu vì mạnh hơn ở đây tất cả mọi người. Cái này sức quan sát, đồng dạng mạnh hơn bọn họ ở đây tất cả mọi người. Chương 3208, Vu Mã Thiên tộc. Sở Phong thôi động huyết long, cùng cái kia thánh linh thú chiến tại một chỗ. Kết giới kia bên trong, vũ lực nổ tung, gợn sóng bốc lên, khi thật là long trời lở đất. Mà bị phong khóa kết giới ngăn ở bên ngoài đám người, cũng là nhìn nhiệt huyết dâng trào, liền tựa như mình đặt mình vào cái kia chiến đấu bình thường trên thực tế cái kia vòng chiến quá mạnh người vây xem căn bản là thấy không rõ cụ thể giao chiến quá trình chỉ có thể cảm nhận được uy thế hậu chi hậu giác sợ hãi thán phục tại cái kia giao chiến kinh khủng nhưng dù là như thế bọn họ vẫn như cũ là đầy mắt chờ mong cùng hưng phấn không bởi vì đừng chỉ vì một trận chiến này quan hệ đến bọn họ có thể hay không tiến vào truyền thuyết kia bên trong thánh linh quang chi trận huống chi dưới mắt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được thánh linh thú tuy mạnh nhưng lại không địch lại sở phong chỗ thôi động huyết long tiếp tục nữa không được bao lâu cái này thánh linh thú liền sẽ bị sở phong đánh bại nói cách khác hiện tại mặc dù thắng bại còn chưa địch nhưng mọi người lại đã thấy hy vọng đồng thời thật sâu mong mỏi sở phong có thể đánh bại cái kia thánh linh thú sở phong công tử thật sự là lợi hại a à, cái kia huyết long lực lượng mạnh như thế nếu không có một chút bản sự muốn thôi động cũng là khó a à, chỉ ít đổi lại là ta lời nói căn bản là không cách nào thôi động tại nó Tuyệt đối không khởi động được, không chỉ có không khởi động được, sợ vẫn là sẽ bị nó lực lượng cường đại chỗ phản phệ. Cái này còn cần ngươi nói, đơn dùng nhìn cũng biết, muốn thôi động cái kia huyết long là rất khó, đừng nói là thôi động nó sau khi còn có thể phát huy ra cường đại như thế chiến lực. Sở Hiên Viên chi tử, quả nhiên là danh bất hư truyền, xem ra ta tổ võ tu hành giới, lại một vị tuyệt thế kỳ tài sắp xuất thế. Quan chiến thời khắc, đám người miệng cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tán dương lấy Sở Phong xác thực nói, cái này cũng không thể là tán dương, dù sao hết thảy còn tại đó, bọn họ đối sở phong bội phục, vậy thật là xuất phát từ nội tâm. Nhưng là ở đây bên trong, lại cũng không phải là tất cả mọi người, đều hy vọng sở phong có thể thắng. Tỷ như bộc dương thiên tộc người, bọn họ liền không hy vọng sở phong thắng, dù là sở phong thắng đối bọn họ có chỗ tốt, thế nhưng là bọn họ nhưng cũng không hy vọng sở phong thắng. Về phần tại sao, kỳ thật rất đơn giản, bọn họ không muốn sở phong ra cái này danh tiếng đặc biệt là bộc dương hàn hắn không chỉ có hy vọng sở phong thua hắn càng là hy vọng sở phong chết tại cái kia thánh linh thú trong tay đáng giận thế nhưng là quan chiến thời khắc bộc dương hàn không chỉ có sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn cái kia trong tay áo song quyền cũng là càng nắm càng chặt bắt đầu thánh linh thú còn có thể cùng sở phong chỗ thôi động huyết long một trận chiến nhưng là bây giờ cái kia thánh linh thú vậy mà chạy trốn tứ phía ngay cả một trận chiến năng lực cũng không có trọng yếu nhất là cái kia thánh linh thú đã làm mình đầy thương tích liền ngay cả trốn đều trốn không thoát huyết long tiến công. Dưới mắt đại cục đã định, thắng bại, chỉ là vấn đề thời gian, cái nào sợ bọn họ lại không tình nguyện, thế nhưng là sở phong cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không được bao lâu, sở phong đánh bại thánh linh thú, triệu hồi ra trong truyền thuyết thánh linh quang chi trận sự tình, liền muốn truyền khắp tổ võ tu hành giới. Mà nên có người rời đi tổ võ tu hành giới thời điểm, chuyện này cũng không phải là truyền khắp tổ võ tu hành giới đơn giản như vậy. Đây chính là muốn truyền khắp tổ võ tinh vực. Đây đối với Cam Hận Sở Phong Bộc Dương Hàn tới nói, tuyệt đối là khó mà tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bất lực nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Mà càng là bất lực, hắn càng là không cam lòng, càng là không cam lòng, hắn càng là căm hận. Hắn hận, hận vì cái gì thế gian có Sở Phong dạng này yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt, để tự nhận là thiên tài hắn, cảm thấy mình rất là không chịu nổi. Cùng lúc đó, một cảnh khác, vậy đang phát sinh lấy. Tại cái này tổ võ tu hành giới chủ vực bên trong, có một tòa quảng trường, cái này trong sân rộng khu vực chính là một tòa kết giới cửa vào. Chỉ là dưới mắt, kết giới này cửa vào, kết giới này cửa vào, kỳ thật liền là quang chi trận cửa vào. Mà tại cái này trên quảng trường thì là tụ tập tổ võ tu hành giới bên trong không ít cao thủ. Liền ngay cả Đông Quách thiên tộc, Đông Quách băng nữ, cùng Bộc Dương thiên tộc, còn có Lê thị thiên tộc bọn người, vậy đều tại cái kia trên quảng trường có một chỗ cắm rùi. Nguyên lai, like, tại sở phong các loại tân tú, toàn bộ tiến vào tân tú trận pháp về sau, cái kia chút canh chừng kết giới môn lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, liền mở ra kết giới môn, để đông quách băng ngữ bọn người, thông qua kết giới môn, trực tiếp tiến nhập vào này trong sân rộng. Mặc dù tiến nhập cái này trong sân rộng, thế nhưng là bọn họ lại chẳng qua là một đám phối hợp diễn mà thôi. Nơi đây, hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, liền là đến từ chủ vực thế lực. Mọi người đều biết, Bây giờ tại tổ võ tu hành giới chủ vực bên trong có bốn cái thế lực. Cường đại nhất chính là lệnh hồ thiên tộc, bọn họ không chỉ là cái này vực chủ nhân, trên thực tế bọn họ cũng là tổ võ tu hành giới chủ nhân, bọn họ bằng vào thực lực cường đại, cơ hồ nắm giữ toàn bộ tổ võ tu hành giới. Không có người dám cùng bọn họ chống lại, mà ngoại trừ lệnh hồ thiên tộc bên ngoài, mặt khác ba cái thế lực theo thứ tự là Mộng Yểm linh tộc, cùng Thông Thiên thú tộc, cùng Vu Mã thiên tộc. Mộng Yểm linh tộc là một cái chủng tộc kỳ lạ, bọn họ đều là hất lên màu đen trường bào, trường bào phía dưới, cái gì đều không nhìn thấy, không chỉ có không nhìn thấy không quan hệ, thậm chí liền ngay cả con mắt đều không nhìn thấy. Bởi vì, coi như cởi xuống trường bào, bọn họ cũng bất quá là một đạo màu đen khí thể, bọn họ không có hình thái, không phải là người, cũng không phải thú, cái kia màu đen khí diễm, chính là bọn họ bản thể. Như thế đặc thù bọn họ, tại quảng trường này ghế bên trong, có thể thấy rõ. Mà mộng hiểm linh tộc ngoan lệ, tại toàn bộ tổ võ tinh vực, đều là có tiếng nghe nói tại bây giờ tổ võ tu hành giới tra tấn nhân thủ đoạn hung tàn nhất chính là cái này mộng yểm linh tộc nắm giữ cái này cùng bọn họ đặc thù huyết mạch chi lực có quan hệ mà ngoại trừ mộng yểm linh tộc bên ngoài thông thiên thú tộc cũng là một chút có thể thấy được thậm chí tại cái này trong sân rộng thông thiên thú tộc so mộng yểm linh tộc còn muốn dễ thấy bởi vì vì bọn họ quá cao to thông thiên thú tộc là một đám người thân đầu thú quái vật khổng lồ trong bọn họ dáng người thấp nhất nhỏ vậy có trăm mét, dáng người cao lớn nhất, lại có ngàn mét, dù là ngồi ở nơi nào, vậy tựa như một đỉnh núi. Dạng này một đám quái vật khổng lồ tụ tập cùng một chỗ, thật là muốn cho người chú ý không đến cũng khó khăn. Làm sao huống, hai chủng tộc này, tại tổ võ tinh vực đều là uy danh hiển hách, bọn họ cường đại, đã kéo dài mấy vạn năm. Là toàn bộ tổ võ bên trong tinh vực, đều ít có người dám đắc tội thế lực cường đại. Nhưng là, đừng nhìn mộng hiểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc, như thế làm cho người chú mục, đồng thời vậy đều cụ bị cực kỳ cường hoành thực lực. Thế nhưng là tại cái này trong sân rộng, hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, vẫn là lệnh hồ thiên tộc. Bởi vì liền ngay cả mộng hiểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc, hai cái này tại toàn bộ tổ võ tinh vực, đều là uy chấn bát phương cường đại trùng tộc. Tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong, lại chỉ là lệnh hồ thiên tộc phụ thuộc. Tại tổ võ tu hành giới bên trong, mộng hiểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc, cũng sớm đã thần phục với lệnh hồ thiên tộc môn hạ, bây giờ mặc dù cùng là chủ vực thế lực, thế nhưng là bọn họ lại chỉ là lệnh hồ thiên tộc thù hạ mà thôi lệnh hồ thiên tộc cường đại đã là không cần nhiều lời chỉ là cái kia chủ vực cái thứ tư thế lực nhưng lại chưa xuất hiện đối với cái này đám người mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoài nghi thế nhưng là bí mật cũng đã nghị luận ầm ý bọn họ cũng đều biết cái kia cái thứ tư thế lực là ai đặc biệt là đông vực người đối với cái này cái thứ tư thế lực càng phi thường hiểu rõ cái thứ tư thế lực chính là từ Vu Mã Thắng Kiệt xuất lĩnh Vu Mã Thiên tộc. Vu Mã Thắng Kiệt là một cái thiên tài chân chính, bằng vào mạnh mẽ thực lực, hắn không chỉ có trong khoảng thời gian ngắn, liền đánh bại đông vực tất cả người cạnh tranh, còn đánh bại trông coi chủ vực lệnh hồ thiên tộc thủ hộ giả. Mà mọi người đều biết, chỉ cần có thể đánh bại chủ vực cửa vào thủ hộ giả, như vậy cái thế lực này liền có tư cách tiến vào chủ vực, tại chủ vực nội thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Thế nhưng, Vu Mã Thắng Kiệt mặc dù xuất lĩnh Vu Mã Thiên tộc tiến nhập chủ vực, nhưng là bây giờ nhưng lại không nhìn thấy hắn thân ảnh, cái này không khỏi khiến mọi người đi phỏng đoán. Có phải hay không cái này vu mã thiên tộc, không nguyện ý như ác mộng quý tộc, cùng thông thiên thú tộc đồng dạng, thần phục với lệnh hồ thiên tộc. Từ đó bị lệnh hồ thiên tộc làm khó dễ, nếu không, vì sao chủ vực nội cái khác tam tộc đều xuất hiện, chỉ có vu mã thiên tộc không có xuất hiện. Dù sao, lệnh hồ thiên tộc đã tuyên bố, lần này quang chi trận mở ra, chủ vực nội tất cả thế lực tân tú, đều có tư cách tiến vào quang chi trận theo lý mà nói, Vu mã thiên tộc sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Cho nên tại mọi người đến xem, duy nhất khả năng chính là lệnh hồ thiên tộc mời ác mộng quỷ tộc cùng thông thiên thú tộc, lại duy chỉ có không có mời vu mã thiên tộc. Đây không phải làm khó dễ, lại là cái gì? chương 3209, chân Chính Vương. Đương nhiên, cho dù là nghị luận, vậy không người nào dám quang minh chính đại nói, tất cả mọi người đều là lấy bí mật truyền âm phương thức trò chuyện với nhau, nghị luận. Chi như vậy, tự nhiên là sợ hãi tại lệnh hồ thiên tộc. Khủ khủ, bỗng nhiên, một đạo ho nhẹ thanh âm truyền đến. Đạo này ho nhẹ vang lên về sau, mọi người đều là trở nên một mặt ngưng trọng, cho dù là âm thầm nói chuyện với nhau bọn họ, cũng là lập tức ngừng lại. Bởi vì, vị này ho nhẹ người, nhưng khi thật là địa vị không tiểu. Đây là người nam tử, thân hình cao lớn, tướng mạo không chỉ có anh Tuấn, đồng thời trên trán tràn đầy oai hùng chi khí. Mà nó đục trên thân dưới càng là tản ra một cỗ thường nhân ít có vương giả bình thường bá khí. Hắn ngồi ở chỗ đó, quân lâm thiên hạ khí tức, liền phóng thích mà ra. Hắn chính là quân, người bên ngoài đều là thần, mà hắn cái kia trương lạnh lùng như băng mặt, càng dường như hơn ẩn giấu đi không biết hưng huyệt, cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Người này, tên là lệnh hồ thiết diện, cái tên này có chút lạ, mà hắn vì sao gọi cái tên này, chắc hẳn chỉ có cha mẹ của hắn biết được. Bất quá nói đến, lệnh hồ thiết diện cái tên này, cùng hắn cái này lạnh lùng như băng mặt, cũng là xứng. Nhưng là, danh tử cũng không trọng yếu, đối với tu võ giả mà nói, thực lực mới trọng yếu nhất. Cái này lệnh hồ thiết diệt, tại đương kim tổ võ tu hành giới bên trong, chính là công nhận người mạnh nhất, là một tay che thiên tồn tại. Tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong, hắn là chân chính vương. Trên thực tế, không chỉ có tại tổ võ tu hành giới bên trong, tại toàn bộ tổ võ tinh vực hắn cũng là có nhất định danh khí. Bởi vì lệnh hồ thiết diện, chính là đương đại tổ võ thập tinh thứ nhất, đồng thời đứng hàng tổ võ thập tinh vị thứ ba. Đây là một cái chân chính, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, dù là tại tổ võ tu hành giới loại này, Đông đảo thiên tài tụ tập phương, hắn cũng là hạc giữa bầy gà, hào quang rực rỡ, là người bên ngoài khó mà với tới nhân vật. Tự nhiên mà vậy, cái này lệnh hồ thiết diện cũng là lệnh hồ thiên tộc, tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong người lãnh đạo. Mặc dù, luận bối điểm, hắn cũng là hậu bối, thế nhưng là tu võ giả thế giới liền là như thế bối điểm không trọng yếu, thực lực mới trọng yếu nhất. Cái kia quang chi trận cửa vào liền muốn mở ra, đi thanh cái kia chút tân tú gọi đến đây đi. Lệnh hồ thiết diện nói ra, hắn lời này rơi xuống về sau, liền lập tức có người rời đi, dường như đi gọi người. Mà giờ khắc này, đến từ đông nam tây bắc bốn vực người, thì là có chút ngồi không yên, tất cả mọi người đều trở nên mong đợi. Bọn họ chỗ chờ mong, tự nhiên là lệnh hồ thiên tộc năm nay tiến đến tân tú. Mặc dù, bọn họ đi tới nơi này quảng trường đã có một hội thời gian, thế nhưng là bọn họ còn chưa thấy đến, Lệnh Hồ Thiên tộc cùng Mộng Yểm Linh tộc cùng Thông Thiên thú tộc Tân Tú. Mọi người vậy đều rất ngạc nhiên, cái này ba cái cường đại chủng tộc, năm nay tiến nhập như thế nào Tân Tú? Dù sao vô luận là Lệnh Hồ Thiên tộc, còn là Mộng Yểm Linh tộc hoặc là Thông Thiên thú tộc, bọn họ đều là xưa nay không lại máu mới, cùng cường đại thiên tài. Đặc biệt là Đông Quách Băng nữ, so với những người khác, nàng càng thêm chờ mong cái này tam tộc năm nay Tân Tú. Bởi vì nàng biết, tại đông vực xuất hiện một cái sở phong, sở phong phi thường cần đối thủ, chỉ có cường đại đối thủ mới có thể nổi bật hắn năng lực. Qua không đến bao lâu, một đám tân tú liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy đám nhóc con này, toàn bộ quảng trường cũng vì đó sôi trào. Bởi vì năm nay tiến vào nơi đây tân tú, quả thực quá mức lợi hại một chút. Dù là như đông quách băng ngữ loại này, tại tổ võ tu hành giới tu luyện nhiều năm người, nhưng cũng từng nghe qua bọn họ đại danh, thậm chí biết bọn họ bộ dáng. Thậm chí, lúc trước còn hy vọng, cái này tam tộc tân tú cường một điểm đông quách băng ngữ, vậy mà có chút bất an. Không bởi vì đừng, chỉ vì cái này tam tộc tân tú, quá mức cường đại một chút. Lệnh hồ thiên tộc, mộng hiểm linh tộc, thông thiên thú tộc. Cái này ba tổ, lần này tân tú, đều là thiên phú dị bẩm hạng người, mà làm cho người ta chú ý nhất, thì phải thuộc ba vị. Bọn họ phân biệt gọi là, thông thiên uyên minh, mộng yểm vô song lệnh hồ luân thông thiên uyên minh đến từ thông thiên thú tộc tuổi tác không đủ trăm tuổi chính là tổ võ thập tinh thứ nhất danh liệt tổ võ thập tinh vị trí thứ tám mộng yểm vô song đến từ mộng yểm linh tộc tuổi tác không đủ trăm tuổi cùng là tổ võ thập tinh thứ nhất danh liệt tổ võ thập tinh vị thứ bảy lệnh hồ luân đến từ lệnh hồ thiên tộc tuổi tác không đủ trăm tuổi cùng là tổ võ thập tinh thứ nhất mà hắn bài danh càng là tại thông thiên uyên minh cùng mộng yểm vô song phía trên chính là tổ võ thập tinh vị thứ sáu. Tổ võ thập tinh là như thế nào tồn tại, mọi người cũng biết, cái kia nhưng là đương kim tổ võ tinh vực, mạnh nhất 10 cái tiểu bối thứ nhất. Mà lần này, thế mà xuất hiện ba cái tổ võ thập tinh bên trên có thứ tự tồn tại, đám người có thể nào không kinh ngạc. Đặc biệt là lệnh hồ thiên tộc lệnh hồ luân, hắn khí tức đã siêu việt thiên tiên cảnh. Hắn chính là một vị võ tiên, mặc dù chỉ là nhất phẩm võ tiên, nhưng dạng này tu vi đủ để khinh thường lần này tiến vào tổ võ tu hành giới tất cả tân tú. Thậm chí, liền ngay cả thông thiên uyên minh cùng mộng yểm vô song ở trước mặt hắn, đều là lộ ra yếu tiểu không chịu nổi. Dù sao, thông thiên uyên minh cùng mộng yểm vô song, cũng chỉ là cửu phẩm thiên tiên mà thôi. Mặc dù chỉ là cách nhau một đường, nhưng lại tựa như thiên chi khác. Thiên tiên mạnh hơn, cũng vô pháp cùng võ tiên chống lại, đây là tu võ giới không thể nghịch chuyển pháp tắc. Lệnh hồ thiên tộc, quả nhiên lợi hại a à khó trách hội trong khoảng thời gian ngắn, quật khởi cho tới bây giờ bước. Giờ phút này, thế lực khắp nơi người đều là nhịn không được nói một câu xúc động. Lệnh Hồ Thiên tộc bây giờ, tại tổ võ tinh vực thực lực đã cường đại đến khinh thường quần hùng bước. Thậm chí có người cảm thấy, Lệnh Hồ Thiên tộc không chỉ có áp đảo tổ võ tinh vực thế lực khác, dù là tinh vực chi chủ vậy là có thể một trận chiến. Nói cách khác, hiện tại Lệnh Hồ Thiên tộc thực lực đã là cường đại đến có thể dung chuyển tinh vực chi chủ vị. Lúc đầu đối với lệnh hồ thiên tộc quật khởi, rất nhiều người còn cảm thấy không hiểu. Thậm chí hoài nghi là có những tinh vực khác cao thủ ở sau lưng chỗ dựa. Nhưng nhìn đến, lệnh hồ thiên tộc tân tú nhóm, bọn họ liền biết vì sao. Tầng gia không nhẹ tu võ thiên tài, chính là lệnh hồ thiên tộc cường đại căn bản. Ân, chỉ là, tại mọi người sợ hãi thán phục tại, lệnh hồ thiên tộc tân tú cường đại thời khắc, cái kia lệnh hồ thiết diện lại là lộ ra không hài lòng biểu lộ. Mệnh giã đâu, lệnh hồ thiết diện đối lệnh hồ luân hỏi mệnh giã nhưng mà nghe được lệnh hồ thiết diện câu nói này về sau đám người thì là lại lần nữa thần sắc khẽ động lệnh hồ mệnh giã đồng dạng là lệnh hồ thiên tộc thiên tài thứ nhất không chỉ có là tổ võ thập tinh hắn bài danh so lệnh hồ luân còn cao hơn chính là đương kim tổ võ tinh vực tổ võ thập tinh vị thứ năm hẳn là lần này lệnh hồ thiên tộc bên trong không chỉ có lệnh hồ luân vị này cấp độ yêu nhiệt thiên mới tới liền ngay cả lệnh hồ mệnh giã cái kia càng đáng sợ thiên tài cũng tới chương 3210, trời hiện ra dị tượng. Thiết diện ca, mệnh giã nói, hắn đối cái này quang chi trận không có hứng thú, cho nên liền không tham gia. Đối với lệnh hồ thiết diện vấn đề, lệnh hồ luân hứng hờ trả lời. Mặc dù, lệnh hồ thiết diện là lệnh hồ thiên tộc tại tổ võ tu hành giới bên trong, hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Thế nhưng, kỳ thật lệnh hồ thiết diện cùng lệnh hồ luân đều là cùng thế hệ, lại bởi vì đều là trong tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, cho nên kỳ thật quan hệ bọn hắn phi thường tốt. Tự nhiên mà vậy, lệnh hồ luôn cũng không có giống cái khác tộc nhân như thế, đối lệnh hồ thiết diện tất cung tất kính, coi lệnh hồ thiết diện là vương bình thường bưng lấy, ngược lại là một bộ tương đối bình thường huynh đệ ở giữa thái độ. Chỉ là so với cả hai ở giữa quan hệ, mọi người thì là kinh ngạc hơn tại lệnh hồ mệnh dã đến. Hai người đối thoại, đã xác định đám người suy đoán, đứng hàng tổ võ thập tinh vị thứ năm lệnh hồ mệnh dã xác thực tiến vào tổ võ tu hành giới. Lần này nhưng rất khó lường A, à, lệnh hồ thiết diện đã là có thể một tay che thiên, bây giờ lại tiến đến lệnh hồ mệnh giã cùng lệnh hồ luân hai cái này yêu nghiệt. Cái này còn có để hay không cho thế lực khác người sống, tại tổ võ tu hành giới bên trong, khi thật là không người có thể cùng lệnh hồ thiên tộc chống lại. Bởi vì tranh lệch này, thực sự quá lớn, mệnh giã không khỏi cũng quá tùy hứng, hắn chẳng lẽ không biết, cái này quang chi trận với hắn mà nói, là một lần cơ hội. Biết được lệnh hồ mệnh giã, vậy mà không có ý định tiến vào quang chi trận tu luyện lệnh hồ thiết diện cái kia vốn là lạnh nhạt trên mặt có chút tức giận hắn biết cho nên hắn mới phát giác được đối với hắn vô dụng bởi vì mệnh giã hắn có mình phương pháp tu luyện lệnh hồ luân nói ra ờ nghe được lệnh hồ luân vừa nói như vậy lệnh hồ thiết diện sắc mặt bỗng nhiên khẽ động trong đôi mắt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt hắn bỗng nhiên ý thức được lệnh hồ mệnh giã hẳn là một loại nào đó tu luyện thủ đoạn đã luyện thành mà so với lệnh hồ mệnh giã mình nắm giữ tu luyện thủ đoạn quang chi trận hiệu quả kỳ thật xác thực có thể xem nhẹ nghĩ tới đây lệnh hồ thiết diện sắc mặt cũng là trở nên khá hơn không ít đã mệnh dã không tại vậy lần này đối với ngươi mà nói cũng là cái cơ hội cũng đừng để cho ta thất vọng lệnh hồ thiết diện nói với lệnh hồ luân hắn lời này vừa nói ra mộng hiểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc người thì là một mặt bất đắc dĩ tất cả mọi người đều biết tiến vào quang tri trận có thể đạt được bao nhiêu thành tựu kỳ thật cùng thực lực bản thân có cửa ải cực kỳ lớn hệ mà ở đây tân tú bên trong rõ ràng là lệnh hồ luân thực lực mạnh nhất chớ nói Mộng hiểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc Tân Tú không dám lỗ máng, liền tính bọn họ dám, thế nhưng là bọn họ cũng không có thực lực kia à. Lần này, đã lệnh hồ mệnh giã không có ý định tiến vào quang chi trận, như vậy thu hoạch lớn nhất, tự nhiên mà vậy liền là lệnh hồ luân. Ông, nhưng vào lúc này, cái kia quang chi trận kết giới cửa vào, bỗng nhiên hiện ra đặc thù quang hoa, cùng lúc đó đạo đạo phù chú cũng là từ đó tuôn ra hiệt, như là tụ tập tại hồ nước bên trong bầy cá, lấy đặc thù quý tích, nhanh chóng du lịch đi. Quang chi chuẩn bị kích hoạt lên, kết giới cửa vào cũng nhanh mở ra, tất cả tân tú chuẩn bị sẵn sàng. Gặp tình hình này, lệnh hồ thiên tộc bên trong có người mở miệng nói ra. Mà nghe được lời này, ngoại trừ lệnh hồ Luân vẫn như cũ một bộ hướng hờ thái độ bên ngoài, cái khác tân tú đều là trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ không muốn bỏ qua cái này cơ hội, cũng không muốn bỏ lỡ tiên cơ. Mặc dù, bọn họ biết, có lệnh hồ Luân tại, bọn họ không có khả năng tranh đoạt thứ nhất, nhưng là chỉ ít không thể rơi vào cuối cùng thứ tự không đúng thế nhưng là ngay sau đó vị kia mở miệng người lại là ánh mắt khẽ động nhịn không được hô to một tiếng nghe được hắn vừa nói như vậy ở đây không ít người cũng là phát hiện dị thường xác thực không đúng dưới mắt kết giới kia cửa vào biến hóa không hề giống là đơn giản nhanh muốn mở ra bộ dáng bởi vì vô luận là quang mang vẫn là trong đó phun trào phù chú đều rất không tầm thường tựa như là lực lượng nào đó tức đem thức tỉnh bình thường ông đúng lúc này kết giới kia cửa vào, không chỉ có quang mang càng thêm trướng mắt, cái kia phù chú vậy mà đan vào một chỗ, tạo thành tựa như linh thú bình thường vật thể. Thậm chí, quang mang kia trùng thiên, liền ngay cả hư không đều là sản sinh biến hóa. Lóa mắt quang hoa, phổ chiếu bát phương, trên bầu trời truyền đến ù ù thanh âm, ngay sau đó một cái cự đại mãnh thú hư ảnh, vậy mà chiếu xuất tại hư không bên trên. Đây là thế nào, làm sao hội trời hiện ra dị tưởng? Mọi người đều là đầy mắt kinh ngạc, không biết vì sao hội xuất hiện dạng này biến hóa bởi vì vì trong bọn họ đại đa số người đi tới nơi này quảng trường đã không phải là lần một lần hai bọn họ đều được chứng kiến cái kia quang chi trận cửa vào mở ra là bộ dáng gì nhưng còn chưa bao giờ thấy qua dạng này cảnh tượng chớ nói người bên ngoài liền ngay cả tổ võ tu hành giới bên trong người mạnh nhất chủ này vực phương giả lệnh hồ thiết diện cũng là không khỏi từ chỗ ngồi đứng dậy đầy mắt phức tạp ngắm nhìn hư không cảnh tượng tất cả mọi người đều không rõ vì sao bỗng nhiên hội xuất hiện dạng này biến hóa. Thánh Linh Quang Chi Trận là trong truyền thuyết Thánh Linh Quang Chi Trận. Một phen quan sát về sau, trong đám người có người phát hiện mánh khóe, thế là lên tiếng kinh hô. Người nói đây là Thánh Linh Quang Chi Trận, người xác định. Hắn lời này vừa nói ra, liền lập tức có người truy vấn. Trên thực tế, giờ khắc này ở trận tất cả mọi người đã toàn bộ sôi trào. Mặc dù dưới mắt cảnh tượng, mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng là liên quan tới Thánh linh quang chi trận, mọi người lại là sớm có nghe thấy. Đây chính là trong truyền thuyết trận pháp, tích chứa trong đó tài nguyên tu luyện, thế nhưng là bình thường quang chi trận mấy lần a? À? Như dưới mắt, thật là Thánh linh quang chi trận mở ra báo hiệu, cái kia đây tuyệt đối là phải kinh sợ nhất thời sự kiện lớn. Không có sai, ta từng nghe trong tộc một vị tiền bối nhắc qua, Thánh linh quang chi trận mở ra về sau, chính là dưới mắt cảnh tượng. Xem ra là cái kia tân tú trận pháp bên trong có người đánh bại trong truyền thuyết thánh linh thú, từ đó triệu hoán ra cái này thánh linh quang chi trận. Vị kia một mặt xác định nói ra, cái này, giờ khắc này, chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả lệnh hồ thiên tộc, lệnh hồ luân, bao quát lệnh hồ thiết diện vậy đều là một mặt khó có thể tin. Thánh linh quang chi trận ý vị như thế nào, mọi người đều rất rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hai người triệu hồi ra qua thánh linh quang chi trận, mà hai vị kia không có chỗ nào mà không phải là danh chấn tổ võ tinh vực đại nhân vật. Thậm chí năm đó rất nhiều người đều cảm thấy, hai người bọn họ như tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối có thể bằng vào sức một mình, liền lật đổ tinh vực chủ giới địa vị. Chẳng lẽ lại, hiện tại lại xuất hiện một cái, như hai vị kia bình thường cường đại tồn tại. Tại mọi người không hiểu thời khắc, đông quách thiên tộc không ít người, lại là biến đến kích động dị thường bắt đầu. Đông quách thiên tộc người, nhào nhào đưa ánh mắt về phía đông quách băng ngữ, dường như đang tìm kiếm một đáp án. Nếu là thật sự có người, triệu hoán ra thánh linh quang chi trận, như vậy thì nhất định là hắn làm." Đông Quách Băng Ngữ nói ra. Đông Quách Băng Ngữ lời này vừa nói ra, Đông Quách Thiên tộc người thì là càng thêm kích động. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, Đông Quách Băng Ngữ chỉ người là ai. Thánh Linh Quang Chi trận mở ra, đem hội trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua Tân Tú đại trận, đến tột cùng là ai mở ra Thánh Linh Quang Chi trận, rất nhanh liền hội biết được. Lúc trước vị kia, xác định đây là Thánh Linh Quang Chi trận người mở miệng nói ra. Mà hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vậy đều trở nên mong đợi. Bọn họ đều muốn biết, cái kia triệu hồi ra thánh linh quang chi trận, đến tột cùng là ai. Chương 3211, sợ hãi thán phục đám người. Vị kia một phen về sau, đám người cũng cảm thấy rất là có lý. Trong lúc nhất thời, cái kia trên quảng trường thế lực khắp nơi đều trở nên kích động lên. Đặc biệt là Bộc Dương thiên tộc cùng Lê thị thiên tộc tộc nhân. Dù sao Bộc Dương thiên tộc Tân Tú có Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ mà Lê Thị Thiên tộc Tân Tú có Lê Ám Chi. Tại bọn họ xem ra, nếu là cái kia Tân Tú đại trận bên trong, thực sự có người triệu hoán ra thánh linh quang chi trận, bọn họ cảm thấy rất có thể là bọn họ trong tộc tộc nhân. Ông, tại mọi người suy đoán thời khắc, cái kia hư không bên trên dị tược, thì là xuất hiện biến hóa. Tại cái kia trên đường chân trời cửa thú hư ảnh, bắt đầu biến hóa, ngay sau đó bắt đầu tiêu tán. Mà khi cái kia cửa thú hư ảnh triệt để tiêu tán về sau, tại cái kia hư không bên trên, lại xuất hiện thao thiên bọt nước, cái kia bọt nước cũng không tung tích, ngược lại càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt, lại cái kia hư không bên trên, tụ tập trở thành một vùng biển minh mông. Chỉ là cái kia đại dương minh mông tụ tập mà thành, lại mặt nước như cảnh bình thường bình tĩnh, liền tựa như một cái siêu cự hình mặt kính. Cái kia mặt kính không chỉ có cực đẹp, từ trong lúc này còn chiếu bắn ra một hình ảnh. Cái kia là một đám người, bọn họ chính là tiến vào tân tú đại trận bên trong tân tú nhóm. Dưới mắt, vô luận nam nữ vô luận đến từ thế lực nào, bọn họ đều tải vây quanh một người, nhảy cẫng hoan hô, lại lớn tiếng la lên tên hắn, gieo hò hò hét đồng thời, vậy có người còn hào không keo kiệt đối nó tán dương. Mặc dù cái kia mặt kính chỉ có thể chiếu dọi ra màn này, căn bản nghe không được đám người nói tới. Nhưng là ở đây đều là tu võ giả, bọn họ căn bản không cần nghe được thanh âm, vẻn vẹn là dựa vào hình ảnh kia bên trong, mọi người nói chuyện khẩu hình, liền có thể phân biệt ra được, bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ chỗ hô to người danh tự, gọi là sở phong sở phong đây không phải là lần này tân tú đại trận mở ra lúc cái thứ nhất tân tú đại trận người là sở thị thiên tộc cái kia sở phong bỗng nhiên có người mở miệng nói ra trong lời nói tràn ngập kinh hãi sở thị thiên tộc là đông vực sở thị thiên tộc giờ khắc này lệnh hồ thiên tộc bên trong vậy có người mở miệng hỏi đường là lần này tân tú đại trận mở ra cái thứ nhất tân tú đại trận chính là sở thị thiên tộc tộc nhân sở phong có người mở miệng trả lời Sở thị thiên tộc, gia tộc này không phải đã sớm cô đơn, đã không có tư cách tiến vào tân tú đại trận, làm sao lần này tiến đến. Đồng thời thế mà, vẫn là thứ nhất tiến vào tân tú đại trận. Lệnh hồ thiên tộc cùng mộng hiểm linh tộc còn có thông thiên thú tộc, cùng ở vào cái khác tam vực chủng tộc, đều là lâm vào dạng này nghi vấn. Mặc dù sở thị thiên tộc đã cô đơn, thậm chí từ đầu đến cuối, cũng không leo lên qua tổ võ tinh vực thế lực tối cường địa vị, thế nhưng là sở thị thiên tộc, tại toàn bộ tổ võ tinh vực lại có thể nói là không ai không biết không người không hay tồn tại không bởi vì đừng chỉ vì cái kia hai cái tuyệt thế kỳ tài liền đều là xuất từ cái kia yếu tiểu sở thị thiên tộc đến cùng chuyện gì xảy ra đông vực người nhưng có có thể giải thích một phen vào thời khắc này lệnh hồ thiên tộc người đưa ánh mắt về phía đông quách thiên tộc các loại đến từ đông vực thế lực chuyện này để ta tới giải thích ha à. vào thời khắc này đông quách băng ngữ đứng dậy đông quách băng ngữ Ngươi chỉ cần nói, cái này sở phong ra sao lai lịch liền có thể. Lệnh hồ thiết diện nói ra, cái này sở phong, chính là con trai của sở hiên viên, sở hãn tiên cháu trai. Đông quách băng ngữ nói ra, cái gì, khi thật là cái kia sở phong. Đông quách băng ngữ lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc chi cho, đều là không giữ lại chút nào nhưng khắc trên mặt. Kỳ thật, sớm đang nghe sở phong hai chữ thời điểm, mọi người liền nghĩ đến sở phong người này. Dù sao, hết thảy quá mức trùng hợp, mọi người muốn không liên hệ đến Sở Phong thân phận đều là không được. Thế nhưng là tại mọi người nghe nói bên trong, Sở Hiên Viên chi tử đã sớm chết mới đúng, làm sao có thể còn hội xuất hiện ở đây? Sở Phong chưa chết, đồng thời đã trở lại Sở thị thiên tộc, hắn lần này tiến vào tổ võ tinh vực, liền cho thấy cường đại thiên phú, bởi vậy mới thu được tiến vào Tân Tú đại trận tư cách. Chỉ là ta vậy không nghĩ tới, cái này Sở Phong thiên phú mạnh như thế. Hắn không chỉ có cái thứ nhất tiến nhập tân tú đại trận, lại có thể triệu hồi ra thánh linh quang chi trận. Xem ra sở hiên viên tiền bối nhi tử, tựa hồ là kế thừa sở hiên viên tiền bối cái kia, hơn người thiên phú. Đông quách băng ngữ nói ra, kỳ thật nàng là cố ý nói như vậy, bởi vì nàng biết lệnh hồ thiên tộc tác phong. Biết được sở phong thiên phú hơn người, khó tránh khỏi sẽ đối với sở phong tiến hành áp chế. Loại tình huống này, nàng chỉ có thể trắng trận tuyên dương sở phong thiên phú, để lệnh hồ thiên tộc biết sở phong không phải bình thường thiên tài, dạng này thiên tài là không có cách nào áp chế. Cứ việc làm như vậy có chút cực đoan, thế nhưng là tại đông quách băng ngữ đến xem, đây là nàng duy nhất khả năng giúp đỡ sở phong. Nhất định phải để lệnh hồ thiên tộc người, cảm nhận được càng đại uy hiếp, có lẽ bọn họ mới hội thỏa hiệp. Nếu không, bọn họ sẽ không chút lưu tình đi chèn ép sở phong. Cái này cũng liền khó trách, còn tưởng rằng là ai, triệu hoán ra trong truyền thuyết thánh linh quang chi trận, làm nửa ngày, lại là sở hãn tiên cùng sở hiên viên hậu nhân Sở hãn tiên, sở hiên viên, sở phong Cái này tổ tôn tam đại Phân biệt triệu hoán gia thánh linh quang chi trận Khi thật là thiên phú hơn người A Chỉ là, nghe nói cái kia sở phong năm đó Đó là không có đủ tu võ thiên phú phế vật Làm sao bây giờ lại có Có thể so với phụ thân hắn cùng gia gia hắn cấp độ yêu nghiệt thiên phú Mặc kệ nó, năm đó sự tình ai nói rõ ràng Năm đó chân tướng lại càng không có người rõ ràng Ta chỉ biết là sở thị thiên tộc lại xuất hiện một vị có thể so với sở Hán tiên cùng sở hiên viên thiên tài sở thị thiên tộc lại muốn đi vào tổ võ tinh vực các thế lực lớn trong tầm mắt đúng vậy a à, lần này sở thị thiên tộc sợ lại muốn thành vì tinh vực chủ giới đều không thể coi thường tồn tại chỉ là không biết cái này sở phong thiên phú cùng lệnh hồ hồng phi so sánh đến cùng ai mạnh ai yếu a à. nhắc tới cũng là lúc trước bao nhiêu người đều cảm thấy lệnh hồ hồng phi không thể cùng sở hiên viên tại cùng một thời đại là một cái tiếc nuối bởi vì không cách nào so sánh hai người bọn họ, đến tột cùng ai lợi hại hơn. Mà bây giờ, con trai của sở hiên viên, vậy mà hoành không xuất thế, đây quả thực là tại đền bù núi tiếc núi này. Cứ việc, lệnh hồ Hồng Phi vẫn như cũ không cách nào cùng lúc tuổi còn trẻ sở hiên viên so chiêu, nhưng lại có thể cùng con trai của sở hiên viên so chiêu A, thật là chờ mong, chỉ là không biết, cái này sở phong thiên phú, đến cùng có hay không đạt tới phụ thân hắn năm đó cấp bậc kia, cỗ không có đủ cùng lệnh hồ Hồng Phi phân cao thấp tư cách ngay cả trong truyền thuyết thánh linh quang chi trận đều triệu hoán đi ra đã đã chứng minh kẻ này thực lực ta cảm thấy hắn vậy có lẽ bây giờ còn không bằng lệnh hồ hồng phi nhưng ngày sau nhất định có thể cùng lệnh hồ hồng phi phân cao thấp giờ phút này thế lực khắp nơi người cũng nhịn không được phát sinh cảm khái nếu như sở phong chỉ là cái thứ nhất tiến vào tân tú đại trận còn không đủ để chứng minh hắn thực lực như vậy hắn đánh bại thánh linh thú triệu hồi ra thánh linh quang chi trận liền đủ để chứng minh hắn thực lực dù sao đây chính là đang ngồi tất cả mọi người đều làm không được sự tình. Thậm chí chấn kinh sau khi, mọi người còn cầm sở Phong cùng lệnh hồ hồng phi tiến hành tương đối. Nghe được đám người nghị luận, Lệnh Hồ Thiên tộc người, sắc mặt nhưng cũng có chút khó coi. Chương 3212, tự gánh lấy hậu quả. Lệnh Hồ Hồng Phi là ai? Cái kia nhưng là đương kim Lệnh Hồ Thiên tộc đệ nhất thiên tài, tổ võ thập tinh đứng đầu. Dù là Lệnh Hồ Thiết Diện loại này cấp bậc thiên tài, tại Lệnh Hồ Hồng Phi trước mặt, vậy đem ảm đạm phai mờ. Đó là chân chính yêu nghiệt, cũng là lệnh hồ thiên tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Ở thời đại này, nếu như thiên mới có thể phân cấp bậc, như vậy những thiên tài khác là một cái cấp bậc, mà lệnh hồ hồng phi mình chính là một cái cấp bậc. Bởi vì hắn là loại kia, ngay cả những thiên tài khác đều không thể đánh đồng, thậm chí sợ không thể thành tồn tại. Mà bây giờ, lại có người cầm một cái nam đó được vinh dự là không cách nào tu luyện phế vật, tới cùng lệnh hồ hồng phi so sánh, lệnh hồ thiên tộc người tự nhiên rất là khó chịu. Hừ chỉ là triệu hoán ra thánh linh quang chi trận mà thôi, đi vào, vào không được đều còn chưa nhất định, thế mà tại trong miệng các ngươi, liền trở thành có thể so với lệnh hồ hồng phi tồn tại. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá để mất cái này sở phong đi. Huống chi, cho dù là năm đó sở hán tiên cùng sở hiên viên, cũng chưa tại tổ võ tinh vực nhắc lên cái gì sóng lớn, chỉ luận thanh danh, cũng không như đương kim lệnh hồ hồng phi, chớ nói chi là bọn họ cái này hậu nhân. Nhưng mà, tại mọi người sợ hãi thán phục tại sở phong thực lực thời khắc, lại có một đạo tràn ngập châm chọc âm thanh âm vang lên đạo này châm chọc thanh âm cũng không phải tới từ lệnh hồ thiên tộc mà là mộng yểm linh tộc tại tổ võ tu hành giới bên trong người mạnh nhất mộng yểm diệt sát cứ việc mộng yểm linh tộc tộc nhân đều là thân mặc hác bào căn bản là không phân rõ bọn họ bộ dáng nhưng là mộng yểm diệt sát không chỉ có tiếng nói đặc biệt hắn cái kia tứ phẩm võ tiên khí tức càng là không che giấu chút nào tản ra cho nên hắn cái này mới mở miệng mọi người liền biết là hắn đang nói chuyện mà mộng yểm diệt sát, không chỉ có là một cái thiên phú dị bẩm tồn tại, càng là một cái tàn nhẫn vô cùng sát nhân của ma. Kỳ thật, nó bản danh cũng không gọi là mộng yểm diệt sát, cái tên này là chính hắn cho mình đổi. Sở dĩ đổi cái tên này là bởi vì hắn từng thề, chỉ muốn đối địch với hắn người, nó đều hội diệt sát đối phương toàn tộc, không chừa mảnh giáp. Mà trên thực tế, hắn vậy một mực tại thực hiện mình chỗ phát ra lời thề, trừ phi là thực lực cường đại gia tộc, nếu không cái kia chút yếu tiểu gia tộc, có can đảm hắn là địch, đều bị hắn độc thủ. Diệt sát toàn tộc, không lưu tình chút nào, chứ nhìn hắn chỉ là một cái không đủ 300 tuổi tiểu bối, nhưng là chết ở trong tay hắn sinh linh, chừng ức vạn nhiều. Thậm chí, hắn từng dưới cơn nóng giận, đổ sát qua một cái phàm giới tất cả mọi người. Nhưng mà, đó còn là mọi người biết, mọi người không biết chết đi trong tay hắn người, liền càng nhiều. Đây là một cái chân chính sát nhân của ma, trên tay dính đầy vô số máu tươi nói hắn là ma quỷ đều là hào không đủ nhưng là khác biệt là hắn không hội vô duyên vô cớ giết người hắn rồi sẽ tìm được một cái xuất thủ lý do cho nên mọi người ngược lại cũng vô pháp nói hắn cái gì nhưng bất kể như thế nào mọi người đều rất rõ ràng đây là một cái không thể trêu cho tồn tại nguyên nhân chính là như thế cho nên khi hắn sau khi mở miệng nguyên bản nghị luận ẩm ý đám người vậy đều trở nên bình tĩnh trở lại khả năng đơn thuần luận thực lực cái này mộng yểm diệt sát không bằng lệnh hồ thiết diệt nhưng nếu tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, sợ là lệnh hồ thiết diện vậy là không bằng hắn. Dạng này ra hỏa, không người nào nguyện ý đắc tội. Huống chi, mọi người có thể rõ ràng từ hắn trong lời nói, nghe ra hắn đối Sở Phong khinh thường. Dưới loại tình huống này, lại có ai dám đi tiếp tục tán dương Sở Phong? Nhưng mà, mọi người ở đây đều ngậm miệng lại thời điểm, một đạo như tiếng sấm bình thường, vang dội hùng hậu tiếng nói, lại là tại trên đường chân trời nổ vang. Là Thông Thiên thú tộc, Thông Thiên tử thú thông thiên tử thú, thân cao đạt tới hơn 1.300 mét, là chân chính cự thú. Đồng thời, bởi vì nó toàn thân vì màu tím, có khác với cái khác tộc nhân, cho nên hắn tải danh vì thông thiên tử thú. Thông thiên tử thú, có cùng mộng yểm diệt sát bất phân cao thấp thực lực, đồng dạng là tứ phẩm võ tiên. Đồng thời, hắn cũng là thông thiên tử thú, tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong người mạnh nhất cùng người lãnh đạo. Cái này thông thiên tử thú, cùng mộng yểm diệt sát có thể nói là lệnh hồ thiết diện tại tổ võ tu hành giới phụ tá đắc lực diệt sát huynh người lúc trước nói sở phong hắn có thể không thể tiến vào thánh linh quang chi trận còn chưa nhất định chẳng biết tại sao sẽ có lời ấy luận a à. thông thiên tử thú mở miệng hỏi đường chẳng lẽ người quên chủ vực chi chủ tại chủ này vực bên trong có tuyệt đối trưởng khống quyền chớ nói tài nguyên tu luyện liền ngay cả rất nhiều trận pháp cũng là bị nó khống chế cho nên cái này chút đến từ đông nam tây bắc bốn vực tân tú, mặc dù triệu hoán ra thánh linh quang chi trận, mở ra trực tiếp thông hướng thánh linh quang chi trận đại môn, thế nhưng là đến cùng có thể hay không đi vào, kỳ thật còn phải xem chúng ta thiết diện huynh. Mộng yểm diệt sát nói lời này thời điểm, nhìn về phía lệnh hồ thiết diện. Mà nghe được hắn vừa nói như vậy, đông quách băng ngữ các loại đông quách thiên tộc tộc nhân, lại là trao mày bắt đầu. Mộng yểm diệt sát, một câu bừng tỉnh đám người. Mặc dù dựa theo truyền thuyết, sở phong bọn họ tại thành công triệu hồi ra thánh linh quang chi trận về sau, xác thực sẽ mở ra tiến vào thánh linh quang chi trận đại môn. Thế nhưng là lệnh hồ thiên tộc, đã sớm nắm trong tay tổ võ tu hành giới chủ vực, đồng thời bọn họ vậy khống chế rất nhiều trận pháp trận nhãn. Vậy theo diệt sát huynh người ý tứ, ta đến cùng có nên hay không để bọn họ tiến vào thánh linh quang chi trận? Lệnh hồ thiết diện hỏi, từ xưa đến nay, quang chi trận liền chỉ có chủ vực chi chủ có thể hưởng dụng, cái này chút đến từ bốn vực tân tú, hiển nhiên không có đủ tiến vào quang chi trận tu luyện tư cách, làm sao huống là thánh linh quang chi trận. Ta cảm thấy thiết diện huynh, thân là tổ võ tu hành giới chúa tể giả, vẫn là nên duy trì cái quy củ này mới đúng vậy a à, nếu không chẳng phải là loạn thân phận. Mộng yểm diệt sát này nói cho hết lời, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thông thiên tử thú, nói ra tím thú huynh, người cảm thấy thế nào. Ta cảm thấy diệt sát huynh nói cực phải, cái này chút đến từ bốn vực tân tú, hiển nhiên còn không có đủ tiến vào quang chi trận tư cách, Tự nhiên không thể để cho bọn họ tiến vào A Thông thiên tử thú nói ra Nghe được cả hai một phen về sau Cái kia trên quảng trường Coi như không chỉ là đông quách băng tộc nhân trao mày Như Bộc Dương thiên tộc Lê Thị thiên tộc các loại thế lực cường đại tộc nhân Cũng là một mặt lo lắng Dù sao, dưới mắt tại tân tú đại trận bên trong Không chỉ là một cái sở phong Còn có mỗi người bọn họ thế lực tộc nhân A Nếu là có thể tiến vào Thánh Linh Quang chi trận Đây tuyệt đối là chuyện tốt một cọc Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối vậy không nghĩ tới, chủ vực cái này ba cái thế lực, vậy mà sẽ như thế quả nhiên, thế mà đều không định cho sở phong bọn họ cái này cơ hội. Đã như vậy, quản chi là không thể để cho bọn họ tiến vào bên trong, có kỳ cương A, người bây giờ liền đi chủ trận bên trong, vận dụng chủ trận bên trong trận pháp, thông báo một chút cái kia tân tú đại trận bên trong người. Nói cho bọn họ, đợi chút nữa thánh linh quang chi trận triệt để mở ra, không nhưng tiến vào bên trong, nếu là tự tiện tiến vào, tự gánh lấy hậu quả. Lệnh hồ thiết diện nói ra, chương 3213, tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng nếu là, bọn họ không nghe đâu, tên là lệnh hồ tu minh nam tử thấp giọng hỏi đường. Nếu là bọn họ không nghe khuyến cáo, liền dùng chủ trận lực lượng, phong tỏa tân tú đại trận tiến vào thánh linh quang chi trận cửa vào. Lệnh hồ thiết diện nói ra, thế nhưng là thiết diện đại ca, nếu là bọn họ đã tiến vào cửa vào, chúng ta lại thôi động chủ trận lực lượng, cưỡng ép phong tỏa cửa vào lời nói, sợ là hội làm bị thương bọn họ. Lệnh hồ tu minh nói ra, chẳng lẽ ngươi không rõ, tự gánh lấy hậu quả ý tứ sao? Lệnh hồ thiết diện có chút không vui nói ra, nghe được lời này, cái kia lệnh hồ tu minh cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng, lập tức đuổi vội vàng nói, ta đã biết, cái này đi xử lý. Nói xong, hắn liền bạt không mà lên, rời đi nơi đây. Giờ khắc này, đông quách băng ngữ đám người, mặc dù không có ngôn ngữ, thế nhưng là sắc mặt thì là càng thêm khó nhìn lên. Sở phong mở ra thánh linh quang chi trận, không có có công lao vậy cũng có khổ lao, dù sao lệnh hồ thiên tộc cùng mộng yểm linh tộc, còn có thông thiên thú tộc tân tú, có thể hưởng thụ được mạnh mẽ hơn quang chi trận mấy lần thánh linh quang chi trận, toàn bộ nhờ sở phong. Bọn họ không cho sở phong đi vào, đã rất không hợp lý, bây giờ còn muốn dùng cứng rắn như thế thủ đoạn, ngăn cản sở phong bọn họ tiến vào bên trong, cái này cũng không tránh khỏi quá quá mức một chút. Chỉ là cứ việc đều cảm thấy, lệnh hồ thiết diện cử động lần này qua điểm, lại vậy không người nào dám nói cái gì đối mặt cường ngạnh lệnh hồ thiết diện đám người thật sự là giận mà không dám nói gì đối với ngoại giới chỗ chuyện phát sinh tân tú đại trận đám người lại hoàn toàn không biết sở phong các loại tân tú còn đắm chìm trong sở phong triệu hồi gia thánh linh quang chi trận trong vui sướng đám người đối sở phong tiếng ca ngợi bên tai không dứt mọi người không chỉ có đem sở phong vây quanh dùng kính nể ánh mắt nhìn lấy sở phong thậm chí còn có người đem sở phong xem như anh hùng đồng dạng cao cao vứt bỏ gặp một màn này sở thanh cùng sở xương xương coi nhẹ một chút, sau đó đều tại khóe miệng, dương lên một vòng nhếch lên đường cong. Mặc dù, bị chúng tinh phùng nguyệt không phải bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ đệ, sở phong. Giờ này khắc này, thân là sở phong tộc nhân, bọn họ đều bởi vì sở phong mà cảm thấy tự hào. Ngoại trừ sở thanh cùng sở xương xương bên ngoài, sở hạo viêm cùng sở hoàn vũ, tự nhiên vậy còn ở đây. Chỉ là so với sở thanh cùng sở xương xương, hai người bọn họ nội tâm lại là có chút phức tạp, Mặc dù, Sở Phong thành công triệu hồi ra Thánh Linh Quang chi trận, bọn họ cũng theo đó cảm thấy cao hứng. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng có chút cô đơn, dù sao Sở Phong trước đó, nhưng đều là đối thủ của bọn họ, thậm chí đã từng Sở Phong còn không bằng bọn họ. Bọn họ đều từng ở trong lòng, thật sâu xem thường qua Sở Phong. Chỉ là, hiện nay, Sở Phong tại này thiên tài san sát địa phương, được tôn sùng là anh hùng. Mà bọn họ lại như người qua đường bình thường bị người coi nhẹ, không có chút nào tồn tại cảm có thể nói mãnh liệt như vậy so sánh để bọn họ lòng tự trọng nhận lấy thất bại nghiêm trọng cảm giác đồng thời bọn họ cũng không thể không tiếp tục nhìn thẳng vào bọn họ cùng sở phong tranh lệch dù sao tranh lệch này hội càng lúc càng lớn chuyện gì xảy ra rõ ràng đã thành công đánh bại thánh linh thú vì sao thánh linh quang chi trận còn chậm chạp không có mở ra đâu bỗng nhiên có người ngừng đầu nhìn qua phía trên cái kia không ngừng xoay tròn hư không phát ra nghi vấn đúng vậy a à, đã qua đã lâu như vậy làm sao thánh linh quang chi trận còn không mở ra nên sẽ không ra hiện cái gì ngoài ý muốn a à. ngay sau đó đám người vậy đều đưa ánh mắt về phía hư không bên trên mặc dù hư không bên trên biến hóa đã biểu thị sẽ có một cái cửa vào mở ra thế nhưng là hắn chậm chạp không có mở ra khó tránh khỏi để cho người ta có chút lo lắng mọi người không nên gấp ta từng từ tiền bối trong miệng nghe nói mở ra thánh linh quang chi trận là cần chút thời gian mà để tân tú đại trận xuyên qua thánh linh quang chi trận cũng tương tự cần một chút thời gian mọi người kiên nhẫn chờ đợi một cái sẽ không ra hiện cái gì ngoài ý muốn dù sao cái kia thánh linh thú đã bị chúng ta sở phong đánh bại a à. trong đám người có người nói đúng không hội ngoài ý muốn nổi lên dù sao cái kia thánh linh thú đều bị đánh bại sở phong công tử người cũng không tránh khỏi quá lợi hại người sợ không phải phàm nhân đi không phải ngươi là thế nào liếc mắt liền nhìn ra cái kia trận pháp bên trong ẩn chứa có thể đánh bại thánh linh thú lực lượng sở phong công tử dĩ nhiên không phải phàm nhân phàm nhân há có thể cùng sở phong công tử đánh đồng trong lúc nhất thời đám người lại lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ trên người sở phong mọi người hào không keo kiệt đối sở phong tán dương từ ngữ bọn nam tử kỳ thật còn tốt tối đa cũng liền là đối sở phong kính nể thế nhưng là những cô gái kia nhưng là khác rồi các nàng xem hướng sở phong trong ánh mắt đều là tản ra không che giấu chút nào ngưỡng mộ thậm chí có nữ tử không chỉ có nhìn về phía sở phong ánh mắt không đúng còn không ngừng hướng sở phong bên người cọ tìm kiếm lấy các loại cơ sẽ cùng sở phong thân thể tiến hành tiếp xúc loại tình huống này chỉ cần sở phong nguyện ý các nàng tuyệt đối hội lấy thân báo đáp thậm chí không cầu hồi báo chớ nói thế lực khác người thậm chí liền ngay cả bộc dương thiên tộc cùng lê thị thiên tộc loại này cùng sở phong có qua thế lực nữ tử nhìn về phía sở phong ánh mắt cũng là có một chút biến hóa không có cách hiện thực đã là như thế nam tử phần lớn ưa thích mỹ mạo nữ tử mà nữ tử phần lớn sùng bái cường đại nam tử. Sở phong như vậy ưu tú nam tử đang ở trước mắt, hắn là như thế sáng chói, như thế lóa mắt, đem những tới đó từ thế lực khắp nơi thiên tài, đều so ảm đạm phai mờ. Thử hỏi, những cô gái này, làm sao có thể không động tâm? Đổi lại bình thường, một người nam tử, khác ở đây nhiều như vậy thực lực cùng mỹ mạo vào một thân nữ tử động tâm. Tất nhiên hội đổi lấy phần lớn người đố kỵ cùng hâm mộ, thậm chí là căm hận. Thế nhưng là giờ phút này rất ít, không thể nói không có, nhưng xác thực rất ít bởi vì ở đây nam tử vậy là phi thường rõ ràng sở phong hắn có thực lực này so với sở phong bọn họ thật là cảm thấy không bằng hô 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 đám người nói cười ở giữa cái kia hư không bên trên xoay tròn khí thể bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc ngay sau đó ẩn ẩn quang hoa cũng là tại cái kia khí trong cơ thể chiếu rọi mà ra khí thể bao trùm hư không mấy ngàn dặm quang mang chiếu rọi mà xuống ngay cả đại địa phía trên vạn vật vậy đều là trở nên sáng chói như thế cảnh tượng, sao mà hùng vĩ. Nhưng mà, như thế cảnh tượng, đám người lại là không lòng dạ nào thưởng thức, tất cả mọi người ánh mắt, đều ngưng tụ ở cái kia xoay tròn khí thể khu vực trung tâm. Ở nơi đó, một lỗ hổng đã mở ra, đồng thời đang tại dần dần khuếch tán. Đó là một cái lối đi, một cái rời đi nơi đây, thông hướng hoàn toàn mới địa vực thông đạo. Mở ra, trong truyền thuyết thánh linh quang chi trận, liền muốn mở ra. Trước mắt một màn, để đám người biến đến hưng phấn dị thường. Thậm chí, liền ngay cả trước đó, một mực hy vọng sở phong thất bại Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, giờ phút này cũng là đầy mắt chờ mong. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết thánh linh quang chi trận A, tại cái kia trong đó lấy, thế nhưng là mạnh hơn bình thường quang chi trận mấy lần tài nguyên tu luyện, mọi người có thể nào không chờ mong. ầm ầm thế nhưng, mọi người ở đây đầy mắt hưng phấn đang mong đợi thánh linh quang chi trận mở ra thời điểm, phía trên bọn họ, vậy mà xuất hiện đạo đạo lôi đình, cái kia lôi đình sen lẫn tại một chỗ, vậy mà hóa thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Đó là cái gì, nhìn xem cái kia lôi đình tụ tập mà thành trận pháp, mọi người đều là ánh mắt khẽ động, chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia trận pháp, đám người trong lúc mơ hồ liền cảm giác được, đây không phải là hiền lành gì. chương 3214, Sở Phong cử động. Mà liền đám người không hiểu thời khắc, cái kia lôi đình trận pháp bên trong, vậy mà truyền đến thanh âm. Chư vị chớ hoảng sợ, ta chính là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, lệnh hồ tu minh, trong trận pháp truyền đến thanh âm, mặc dù có chút quái dị, thế nhưng là tinh tế nghe tới, cái kia thật là lệnh hồ tu minh thanh âm. Lệnh hồ thiên tộc người, nơi đây người đều là Tân Tú, đối với lệnh hồ tu minh bọn họ cũng không nghe qua, nhưng là lệnh hồ thiên tộc bọn họ lại là biết được, dù sao đó là đương kim tổ võ tu hành giới chủ vực chi chủ. Chỉ là, đây là Tân Tú đại trận, lệnh hồ thiên tộc người đều sẽ không tiến nhập nơi đây, vì sao bỗng nhiên hội xuất hiện dạng này một tòa trận pháp, lại truyền tới lệnh hồ thiên tộc tộc nhân thanh âm trong lúc nhất thời các vị tân tú đều là một mặt mờ mịt đối mặt cái này đột nhiên phát sinh biến cố bọn họ lại có chút không biết làm sao không biết nên làm thế nào cho phải xin hỏi có chuyện gì sao giờ phút này ngược lại là sở phong có chút bình tĩnh mở miệng hỏi thăm sở phong cái này mới mở miệng cái kia trong sân rộng chưa vị cường giả coi như không bình tĩnh mặc dù sở phong bọn người không nhìn thấy bọn họ thế nhưng là sở phong bọn người nhất cử nhất động bọn họ thông qua cái kia hư không bên trên mặt kính, lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn họ đều có thể nhìn thấy, lúc trước các vị tân tú trên mặt mờ mịt, hiển nhiên lệnh hồ thiên tộc nhúng tay, lệnh bọn họ không biết làm sao. Mà loại thời điểm này, ai biểu hiện nhất là bình tĩnh, càng có thể nói rõ người này không đơn giản. Sở phong biểu hiện, có thể xưng hoàn mỹ, thậm chí, cái kia cay độc bộ dáng, ung dung không vội thái độ, căn bản vốn không giống như là một cái tân tú chỗ có. Giờ phút này, Chớ nói người bên ngoài chấn kinh, liền ngay cả Lệnh Hồ Thiết Diện nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Vị này chính là Sở Hiên Viên chi tử, Sở Phong a. Trận pháp bên trong, Lệnh Hồ Tu Minh thanh âm lại lần nữa truyền đến. "Là ta." Sở Phong trả lời, "Là ngươi đánh bại thánh linh thú, mở ra cái này thánh linh quang chi trận." Lệnh Hồ Tu Minh hỏi, "Là ta." Sở Phong lại lần nữa trả lời. Sở Phong huynh đệ, quả nhiên không đơn giản, làm Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân ở chỗ này ta không thể không thay ta lệnh hồ thiên tộc, cùng mộng yểm linh tộc, còn có thông thiên thú tộc Tân Tú, nói một tiếng tạ. Nếu không phải Sở Phong huynh đệ, bọn họ vậy không có khả năng hữu cơ hội tiến vào cái này thánh linh quang chi trận tu luyện, chỉ là chỉ là cái gì? Sở Phong trong ánh mắt hiện ra một chút lăng lệ, hắn từ lệnh hồ tu minh trong lời nói, ý thức được sự tình không đơn giản. Chỉ là, vô luận là thánh linh quang chi trận, vẫn là quang chi trận, đều chỉ có chủ vực người có thể hưởng dụng. Cho nên phi thường thật có lỗi nói, ở đây chư vị đều không được đi vào Thánh Linh Quang chi trận. Lệnh Hồ Tu Minh nói ra, cái gì? Không được đi vào Thánh Linh Quang chi trận? Vì cái gì? Dựa vào cái gì a? À? Lệnh Hồ Tu Minh lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi Tân Tú rốt cuộc nhịn không được tâm tình mình, nhao nhao mở miệng hỏi thăm nguyên do. Dù sao, tiến vào Thánh Linh Quang chi trận, đó là bọn họ đều phi thường chờ mong sự tình đồng thời bọn họ cũng có thể tiến vào bên trong. Lúc này, có người đứng ra nói cho bọn họ, không được đi vào trong đó, bọn họ khó mà tiếp nhận. Nói đơn giản, các người không có đủ tư cách này. Lệnh hồ tu minh nói ra, tư cách, nghe được lời này, sở phong nhướng mày, cùng lúc đó trong đôi mắt, dần hiện ra vẻ không vui, hỏi, người nói chúng ta không có đủ tư cách này. Chớ nói thánh linh quang chi trận, liền xem như dĩ vãng quang chi trận, cũng đều là dựa vào chúng ta cái này chút đến từ bốn vực tân tú triệu hoán mà ra, như không nên nói tư cách, lớn nhất chuẩn bị tư cách hẳn là chúng ta. Ngươi lại còn nói, chúng ta không có đủ ngươi chính mình. Sở phong lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới các vị tân tú cộng minh, không ít người bắt đầu phát biểu, điều thị đồng ý sở phong thuyết pháp. Chỉ là sở phong thuyết pháp, lại là đổi lấy lệnh hồ tu minh khinh thường một cười. Tư cách loại vật này, không phải là các ngươi nói tính, mà là ta lệnh hồ thiên tộc nói tính lời hữu ích ta đã nói tận xin khuyên chư vị chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lệnh hồ tu minh nói ra các ngươi nói tính đây là tổ võ tu hành giới hết thảy đều là tổ võ tu hành giới nói tính nếu là ngày trước bình thường quang chi trận chúng ta vào không được cũng liền không tranh giành thế nhưng là dưới mắt cái này thánh linh quang chi trận cửa vào liền ở tại chúng ta trước mắt cái này đã cho thấy tổ võ tu hành giới cho phép chúng ta tiến vào bên trong tu luyện người lệnh hồ thiên tộc sợ là không nên ngăn chúng ta sở phong nói ra đúng vậy a à, cửa vào là ở chỗ này há có không cho phép chúng ta tiến vào bên trong đạo lý nếu là không có sở phong công tử liền không có lấy thánh linh quang chi trận người bây giờ thế mà không để cho chúng ta tiến vào bên trong cái này căn bản liền không thể nào nói nổi lệnh hồ thiên tộc các ngươi làm như vậy không khỏi vậy quá bá đạo một điểm a à. sở phong một phen về sau dường như gọi lên dân ý đám người nhao nhao mở miệng ha ha xem ra các ngươi thật là cái gì cũng đều không hiểu nên nói ta đã nói qua các ngươi không cho phép vào nhập thánh linh quang chi trận nếu là không nghe ta khuyên tự gánh lấy hậu quả lệnh hồ tu minh này nói cho hết lời cái kia đã mở ra thánh linh quang chi trận cửa vào chỗ sâu vậy mà bắt đầu xuất hiện ngàn vạn lôi đình cái kia ngàn vạn lôi đình sen lẫn tại một chỗ tụ tập mà thành một tia chớp vách tường ngạnh sinh sinh đem sinh linh quang chi trận cửa vào phong tỏa bắt đầu cái này đây là lệnh Hồ Thiên tộc gây nên, bọn họ vậy mà bố trí trận pháp, cưỡng ép phong tỏa ngăn cản tiến vào Thánh Linh Quang Chi trận cửa vào. Quá quá mức, cái này lệnh Hồ Thiên tộc, thật sự là quá quá mức. Nhìn xem cái kia lôi đình tụ tập mà thành vách tường, các vị tân tú tức giận không thôi, nhưng cùng lúc lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ đều có thể từ cái kia lôi đình đại trận bên trong cảm nhận được, lực lượng cường đại, thậm chí loại lực lượng kia vẫn là chí mạng. Mà cùng lúc đó, tại cái kia trong sân rộng, nhìn xem cái kia chút tức hổn hền, một mặt phẫn nộ lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải đám người lệnh hồ thiên tộc cùng mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc tộc nhân thì là một mặt đắc ý về phần thế lực khác tộc nhân thì là như mới tú đại trận tân tú đồng dạng một mặt trầm thấp tại tổ võ tu hành giới bên trong lệnh hồ thiên tộc chúa tể hết thảy bọn họ mặc dù vậy đều ở nơi này tu luyện tuy nhiên lại nhất định phải nghe theo lệnh hồ thiên tộc hiệu lệnh không thể không nói Bọn họ rất biệt khuất, nhưng lại lại không thể làm gì. Mọi người mau nhìn, cái kia sở phong đang làm cái gì. Thế nhưng, nhưng vào lúc này, lại có người ánh mắt khẽ động. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều chú ý tới, tân tú trong đại trận sở phong, đục trên thân hạ đều phóng xuất ra cường đại kết giới chi lực, sở phong hắn. Chính đang bố trí trận pháp, chơi ạ, à, kết giới kia đường vân, lại là xà văn cấp tôn bào, cái này sở phong. Lại là xà văn cấp tôn bào giới linh sư. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, đồng thời nhưng lại cảm thấy loại này kinh ngạc, kỳ thật có thể lý giải. Xà văn cấp tôn bào giới linh sư, loại này tuổi tác, loại thực lực này, xác thực quá mức cường đại. Mà có lẽ, vậy chính là bởi vì loại này cường đại giới linh chi thuật, mới có thể đánh bại cái kia thánh linh thú, triệu hồi ra thánh linh quang chi trận. Trường 3215, châm chọc đường cong. Cái này sở phong, muốn làm cái gì? Mộng yểm diệt sát ánh mắt, trở nên có chút không vui, đồng thời cũng có chút lo lắng. Tùy tiện hắn làm thế nào, ta lệnh Hồ Thiên tộc, không cho hắn tiến nhập Thánh Linh Quang chi trận, hắn cũng đừng mơ tưởng bước vào trong đó." Lệnh Hồ Thiết Diện nói ra, mà nghe được lệnh Hồ Thiết Diện vừa nói như vậy, Nguyên bản lo lắng mộng yểm diệt sát, trong mắt vẻ lo lắng thì là lập tức tiêu tán. Trên thực tế, Sở Phong chỗ bố trí đưa trận pháp, liền như mộng yểm diệt sát suy nghĩ đồng dạng. Sở Phong là muốn bằng vào trận pháp này, phá vỡ lệnh Hồ Thiên tộc phong tỏa lưới. Đồng thời, đi qua một phen cố gắng về sau, Sở Phong cũng là thành công, đem tòa trận pháp này bố trí mà ra. Đây là một cái, đường kính chỉ có hơn 10 mỹ kim sắc mâm tròn, mâm tròn phía trên khắc đầy phù chú, chỉ là nhìn qua lại không mạnh mẽ. Nhưng mà, tòa trận pháp này bố trí mà ra về sau, Sở Phong trên mặt lại là tràn đầy tự tin. Lệnh Hồ Thiên tộc nghe, ta Sở Phong đã có thể đủ để gọi ra, cái này thánh linh quang chi trận, như vậy ta Sở Phong liền tiến vào được. Sở Phong mở miệng nói ra, ha ha ha, nhưng mà sở phong lời này vừa nói ra lệnh hồ thiết diện lại là cười lên ha hả có ai không đi thông chi tu minh để tu minh chuyển cáo hắn cái này sở phong nếu là hắn sở phong có thể thành công tiến vào cái này thánh linh quang chi trận ta liền cho phép bọn họ tại cái kia thánh linh quang chi trận bên trong tu luyện lệnh hồ thiết diện nói ra mà hắn lời này rơi xuống về sau liền lập tức có lệnh hồ thiên tộc tộc nhân bạc không mà lên hướng lệnh hồ tu minh lúc trước phương hướng rời đi bay vút đi qua không bao lâu cái kia tân tú đại trận bên trong liền lại lần nữa truyền đến lệnh hồ tu minh thanh âm. Mà hắn nói tới, cơ hồ cùng lệnh hồ thiết diện đồng dạng, nếu là có thể tiến vào thánh linh quang chi trận, liền cho phép sở phong bọn người, tại thánh linh quang chi trận bên trong tu luyện. Nghe được mấy câu nói như vậy về sau, nguyên bản phiền muộn trong mắt mọi người, lại lần nữa giấy lên hy vọng ánh mắt. Sở phong công tử, ngươi, ngươi có thể mang ta cùng nhau tiến vào thánh linh quang chi trận sao? Có một nữ tử, đi vào sở phong bên cạnh, lấy khẩn cầu ngữ khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Gặp có người hỏi thăm, cái khác nữ tử cũng là vội vàng đụng lại đây, không chỉ là nữ tử, bọn nam tử cũng là lộ ra khát vọng ánh mắt. Chỉ là mọi người mặc dù khát vọng, nhưng lại ít có người dám mở miệng, dù sao loại chuyện này, trừ phi ra mặt cực độ dày, nếu không thật đúng là không có ý tứ nói, ai để bọn họ cùng Sở Phong, không có chút nào giao tình có thể nói. Chỉ muốn mọi người nguyện ý, ta Sở Phong nguyện ý mang theo các ngươi chỗ có người tiến vào cái kia thánh linh quang chi trận. Bởi vì ở trong đó ẩn chứa tài nguyên tu luyện, bản là thuộc về chúng ta. Sở Phong nói với mọi người đường, hoa, mà hắn lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời xô trào. Sở Phong huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người hôm nay nếu là có thể mang ta các loại tiến vào bên trong, ngay sau tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong, ta chỉ nhận ngươi Sở Phong, nghe ngươi điều khiển, ngươi một câu, ta muôn lần chết không chối từ. Ta vậy như thế, tính ta một người, trong lúc nhất thời, Đám người nhao nhao tỏ thái độ, không chỉ có nguyện ý đi theo sở phong, tiến vào thánh linh quan chi trận, còn biểu thị nguyện ý đi theo sở phong, trong lời nói, đều là tràn ngập lòng cảm kích. Bởi vì vì mọi người vậy minh bạch, muốn xông loại kia trận pháp, kỳ thật càng nhiều người, càng là khó. Sở phong nguyện ý mang lấy bọn họ, không thể nghi ngờ là tại cho mình gia tăng gánh vác. Đổi lại thường nhân, căn bản vốn không hội nguyện ý làm loại sự tình này, để tay lên ngực tự vấn lòng, cho dù là bọn họ, bọn họ vậy không nguyện ý. Thế nhưng là sở phong, lại là như thế sảng khoái liền đáp ứng xuống, đồng thời không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Cái này tự nhiên để đám người sinh lòng cảm kích, các ngươi thật đúng là cảm thấy, hắn có thể bằng vào tòa trận pháp này, liền phá vỡ lệnh hồ thiên tộc đại trận. Nhưng mọi người ở đây lòng tràn đầy chờ mong thời khắc, một thanh âm lại là tựa như nước lạnh bình thường rội xuống dưới. Là bộc dương hàn, ngươi làm sao sẽ biết, sở phong công tử hắn làm không được. Không phải là ngươi làm không được, đã cảm thấy Sở Phong công tử cũng làm không được. Nhưng mà, Bộc Dương Hàn lời này vừa nói ra, lại là lập tức đưa tới không ít con tin hỏi. Giờ phút này, Bộc Dương Hàn sắc mặt rất khó coi, bởi vì cái kia chút đứng tại Sở Phong bên kia, tới chất vấn hắn, cơ hồ toàn bộ đều là có chút tư sắc nữ tử. Nếu chỉ là cô gái tầm thường, Bộc Dương Hàn không sẽ như thế, Sở dĩ lệnh Bộc Dương Hàn như thế khó chịu, là những cô gái kia bên trong, có một ít tư sắc coi như không tệ, liền ngay cả Bộc Dương Hàn cũng là động tâm thậm chí bộc dương hàn trước đó còn thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem cái này những cô gái này lừa gạt đến mình tẩm điện bên trong trên thực tế tại cái này tân tú đại trận tu luyện quá trình bên trong hắn đã từng tìm cơ hội tiếp xúc mình ngưỡng mộ trong lòng những cô gái kia đại bộ phận điểm nữ tử tự nhiên không cách nào ngăn cản bộc dương hàn loại thiên tài này thế công đều lập tức tỏ vẻ ra là đối bộc dương hàn có hảo cảm thái độ nhưng là vậy có cá biệt mấy cái thế mà đối bộc dương hàn có sức miễn dịch dù là bộc dương hàn chủ động tiếp cận các nàng cũng là lãnh đạm. Thế nhưng là dưới mắt, vô luận là trước kia đối Bộc Dương Hàn có hảo cảm, vẫn là Bộc Dương Hàn không cách nào giải quyết, thế mà toàn bộ tại vây quanh sở phong xoay quanh, thậm chí còn thay sở phong nói chuyện tới chất vấn hắn. Cái này tự nhiên để Bộc Dương Hàn cực kỳ khó chịu. Hừ, các người coi là, cái kia trận pháp là lệnh hồ thiên tộc bố trí. Không, các người nghĩ sai, mặc dù cái kia trận pháp cùng lệnh hồ thiên tộc có quan hệ, nhưng lại cũng không là lệnh hồ thiên tộc bố trí mà ra lệnh hồ thiên tộc sở dĩ có thể thôi động ra trận pháp như thế đó là bởi vì bọn họ đã nắm trong tay tổ võ tu hành giới bên trong chủ trận pháp cái kia chủ trận pháp có thể thôi động vô số trận pháp thậm chí khống chế rất nhiều trận pháp cho nên sở phong chỗ đối kháng không chỉ có riêng là lệnh hồ thiên tộc mà là tổ võ tu hành giới chủ trận pháp thử hỏi các ngươi thật cảm thấy sở phong có thể đánh tan tổ võ tu hành giới chủ trận pháp hắn nếu là thật sự có cái này các loại năng lực cần gì phải tiến vào tổ võ tu hành giới tới tu luyện. Bộc Dương Hàn châm chọc khiêu khích nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, đám người cũng là sắc mặt khẽ động, bởi vì vì bọn họ cảm thấy Bộc Dương Hàn nói rất có đạo lý. Coi như sở phong mạnh hơn, nhưng hắn vậy không có khả năng đối kháng, cái này tổ võ tu hành giới bên trong chủ trận Pháp A. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đối sở phong năng lực, sinh ra hoài nghi. Ngược lại vậy không là không tin sở phong, mà là bọn họ đều tin tưởng vững chắc, cái này tổ võ tu hành giới cường đại. Nhìn xem đám người, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Sở Phong, bộc dương hẳn cái kia nguyên bản khó chịu trên mặt, rốt cuộc hiện ra một tia đắc ý. Đắc ý sau khi, hắn cũng là không khỏi nhìn về phía Sở Phong, lúc này mới phát hiện, đối mặt chúng người nghi vấn, Sở Phong không chỉ có không có chút nào phiền muộn, đồng thời khóe miệng còn nuôi một vòng nhếch lên đường cong. Trọng yếu nhất là, hắn phát hiện Sở Phong đang nhìn lấy hắn, Sở Phong khóe miệng cái này cướp mang châm chọc chi ý đường cong là hướng về phía hắn làm được. Sở Phong, thế mà đang giễu cợt hắn, "Ngươi, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Bộc Dương Hàn rất là không vui hỏi, "Nếu là cái kia chủ trận pháp, thật như vậy không gì làm không được, cái kia vì sao lệnh Hồ Thiên tộc không trực tiếp triệu hồi ra thánh linh quang chi trận, còn muốn dựa vào chúng ta?" Sở Phong hỏi, "Ta nào biết được." Bộc Dương Hàn không biết trả lời như thế nào, đành phải rảo biện. Chương 3216, đưa vào quỷ môn quan. Nếu là cái kia chủ trận pháp lợi hại như thế, vì sao lệnh hồ thiên tộc không trực tiếp quan bế cửa vào này, ngược lại là lợi dụng cái khác trận pháp, đem phong tỏa. Sở phong lại lần nữa hỏi, ta, Bộc Dương Hàn vẫn trả lời không ra, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi, một cỗ vô hình áp lực, từ trên mặt hắn chiếu dọi mà ra. Nếu là cái kia chủ trận pháp lợi hại như vậy, lệnh hồ thiên tộc sao không đem tổ võ tu hành giới bên trong tất cả tài nguyên tu luyện, toàn bộ triệu hoán mà ra, cần gì phải như chúng ta đồng dạng, tại ở trong đó đau khổ tìm kiếm tu luyện cơ hội. Sở Phong tiếp tục hỏi, Bộc Dương Hàn không chỉ có sắc mặt khó coi, hắn càng là đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn tìm không ra giải thích từ ngữ, càng tìm không ra phản bác Sở Phong câu nói. Mà giờ khắc này, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị Sở Phong nói rất đúng. Ngươi không biết nguyên do, vậy ta Sở Phong tới nói cho ngươi. Lệnh Hồ Thiên tộc mặc dù nắm giữ lấy chủ trận pháp, nhưng cũng không phải là nắm giữ lấy tổ võ tu hành giới. Ngươi nếu không tin ta sở phong, có thể không theo ta đi. Sở phong lời nói ở đây, bỗng nhiên đem ngón tay hướng tòa kia hắn chỗ bố trí đưa trận pháp, sau đó cánh tay hướng lên dương lên. Bá, chỉ gặp một vệt kim quang bạc không mà lên, cái kia kim sắc la bàn, đã là nhanh chóng lướt về phía cái kia thánh linh quang chi trận cửa vào. Mới đầu, cái kia kim sắc la bàn hào không dị dạng, vẫn là như vậy mịt mù tiểu. Như thế mịt mù tiểu nó, lướt vào cái kia to lớn thánh linh quang chi trận, tựa như là một mảnh cô lá đã rơi vào đại dương minh mông, lộ ra là như thế không có ý nghĩa, thậm chí không có người cảm thấy, nó có thể tại cái kia đầy trời lôi điện phong tỏa trong lưới, chiếm được một chút tiện nghi. Trận mở, nhưng vào lúc này, sở phong lại là hét lớn một tiếng. Sở phong này âm thanh hét lớn về sau, hắn trên thân không chỉ có phóng xuất ra, cùng cái kia kim sắc là bản đồng dạng kim sắc quang hoa. Ở đây người càng là ánh mắt đại biến, bởi vì nương theo lấy sở phong một câu trận mở vang lên, vậy bản mịt mù tiểu không nhìn kim sắc la bàn vậy mà lập tức mở rộng trong nháy mắt liền phong tỏa ngăn cản toàn bộ cửa vào kim sắc la bàn chính là hơi mờ cho nên mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy kim sắc la bàn tiếp tục thâm nhập sâu không bao lâu liền lập tức bị cái kia phong tỏa lôi đình công kích chỉ là cái kia nhìn như yếu ớt kim sắc la bàn quả thực là không thể phá vỡ mặc cho ngàn vạn lôi đình đối nó điên cuồng công tới thế nhưng là nó lại không nhúc nhích tí nào lại vững bước tiếp tục thâm nhập sâu Tại bậc này tình huống dưới, cái kia ngàn vạn Lôi Đình đành phải không ngừng bị Sở Phong bức lui. Giờ phút này mọi người đều là đầy mắt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, cái kia nhìn không chịu được như thế trận pháp, vậy mà thật có thể ngăn cản Lệnh Hồ Thiên tộc phong tỏa Lôi Đình. Trên thực tế, chưa nói cái này Tân Tú trong đại trận, liền ngay cả Tân Tú đại trận bên ngoài trong sân rộng, mọi người vậy đều không bình tĩnh. Vẫn là câu nói kia, tin ta Sở Phong người, liền theo ta Sở Phong đến ta nhất định có thể mang các ngươi tiến vào thánh linh quang chi trận. Nói xong, sở phong liền bạt không mà lên, đi theo cái kia kim sắc là bàn, lướt vào thánh linh quang chi trận cửa vào. Sở phong lướt vào trong đó về sau, sở phong liền tay giơ lên, chống được kim sắc là bàn. Giờ khắc này, người trận đã hợp nhất, kim mang chiếu bát phương. Cái kia kim sắc là bàn tốc độ tiến lên, lại cũng theo đó, trở nên càng lúc càng nhanh. Bá bá bá, giờ khắc này, phía dưới đám người rốt cục kìm nén không được, như đường tuôn gia tinh bình thường, nhao nhao bạt không mà lên. Đi theo sở phong bộ pháp, lướt vào cái kia thánh linh quang chi trận cửa vào. Trong nháy mắt, thế lực khắp nơi tân tú, đều tiến nhập thánh linh quang chi trận cửa vào, chỉ có bộc dương thiên tộc tộc nhân, còn đứng tại chỗ. Giờ phút này, bộc dương thiên tộc tất cả tộc nhân, đều đưa ánh mắt về phía bộc dương hàn. Trong đó, không ít người đều phi thường khát vọng, cùng những người khác đồng dạng, tiến vào cái kia thánh linh quang chi trận. Chỉ là trở ngại bộc dương hàn, bọn họ mới không có làm như vậy. Suốt cục, có người kìm nén không được nội tâm khát vọng, đối Bộc Dương Hàn mở miệng. Bộc Dương Hàn đại ca, cái này sở phong, tựa hồ thật có chút bản lĩnh, bằng không chúng ta vậy. Im miệng, nhưng mà, vị kia còn chưa có nói xong, liền lập tức bị Bộc Dương Hàn gian dậy. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, hôm nay các ngươi nếu muốn đi theo cái kia sở phong, tiến vào thánh linh quang chi trận, ta Bộc Dương Hàn tuyệt không ngăn, nhưng là, các ngươi chỉ muốn đi vào, về sau đừng nói là nhận biết ta Bộc Dương Hàn. Nói lời nói này thời điểm, Bộc Dương Hàn liền thân thể đều đang run rẩy hắn tức giận, hắn ý uy hiếp, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Loại tình huống này, nơi nào còn có người dám vi phạm ý hắn, dù là lại không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chờ mắt nhìn xem sở phong bọn người, tại cái kia đại trận bên trong, càng chạy càng xa. Cái này, mắt thấy, sở phong đám người đã tiến vào bên trong, lệnh hồ thiên tộc rất nhiều người thì là không bình tĩnh trong lúc nhất thời đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía lệnh hồ thiết diện mà lệnh hồ thiết diện thì là đem ánh mắt quét về nơi xa quảng trường ngồi vào hắn đang quan sát cái kia chút đến từ đông nam tây bắc bốn vực thế lực khắp nơi quả nhiên hắn tại những người kia trên mặt bắt được vẻ vui thích cao hứng có thể nào không cao hứng dù sao ngoại trừ bộc dương thiên tộc bên ngoài tất cả mọi người chủng tộc tân tú đều đi theo sở phong tiến nhập cái kia cửa vào chỉ cần nghĩ đến bọn họ trong tộc tân tú muốn hưởng thụ được thánh linh quang chi trận bên trong cái kia chút cường đại tài nguyên tu luyện bọn họ liền kích động không được bởi vì vì bọn họ cũng đều biết cái này chính là một cái cực kỳ khó được cơ hội các ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi trong tộc đệ đệ muội muội đi theo sở phong mà đi là nhặt được đại tiện nghi lệnh hồ thiết diện thanh âm làm rối loạn thế lực khắp nơi người mặc sức tưởng tượng trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có chút khiếp đảm bọn họ đều cảm nhận được lệnh hồ thiết diện không vui. Ta nói cho các người biết, các người trong tộc Tân Tú, đi theo sở phong, không chỉ có nhặt không đến tiện nghi, ngược lại phải xui xẻo. Sở phong mang lấy bọn họ đi vào, cũng không phải thông hướng thánh linh quang chi trận, mà là thanh bọn họ đưa vào quỷ môn quan. Lệnh hồ thiết diện nói ra, lên vừa nghe thấy lệnh hồ thiết diện câu nói này, mọi người còn có chút không hiểu. Rõ ràng sở phong, đã mang theo đám người xâm nhập cái kia thánh linh quang chi trận, cái này bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn thấy, làm sao lại biến thành tiến vào quỷ môn quan. Thẳng đến cái kia thông hướng thánh linh quang chi trận vào trong miệng, sở phong bọn người phía dưới lại lần nữa xuất hiện đạo đạo lôi đình về sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, tại trong mắt bọn họ đều là hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Chương 3217, còn tại trong khống chế. Nguy rồi, mọi người mau nhìn, nhìn xem phương, tại chúng ta phía dưới vậy mà vậy có đại trận. Chơi ạ, à đại trận kia lôi đình thật là đáng sợ, làm sao bây giờ cái kia lôi đình nếu là đánh chúng chúng ta, chúng ta tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ a à. giờ phút này vào trong miệng đám người cũng là chú ý tới bọn họ phía dưới đi theo mà tới ngàn vạn lôi đình trong lúc nhất thời khủng hoảng chi ý tràn ngập ra bởi vì mọi người tại cái kia lôi đình bên trong chỗ cảm thụ đến chính là diệt sát chi lực nếu là bị đánh chúng sợ là thật muốn chết ha ha thấy không các người thấy không ta cũng đã nói không cần đi theo cái kia sở phong mà đi hiện tại các ngươi tin tưởng ta hắn chỉ là một cái sở phong dựa vào cái gì cùng lệnh hồ thiên tộc đấu dựa vào cái gì cùng tổ võ tu hành giới chủ trận pháp đấu gặp một màn này cao hứng nhất không ai qua được bộc dương hàn giờ phút này hắn không che giấu chút nào tâm tình mình điên cuồng cười ha hả thậm chí hắn tiếu dung đều là như thế dữ tợn đối sở phong hận ý đối sở phong bất mãn cái kia tất cả động lại cảm xúc rốt cục tại thời khắc này triệt để bạo phát ra Nội tâm của hắn sảng khoái vô cùng, mà cùng lúc đó, Bộc Dương Thiên tộc đám người cũng là một mặt nghĩ mà sợ, nhìn về phía Bộc Dương Hàn, cái kia trong mắt lại là thật sâu cảm kích. Mặc dù lúc trước là bởi vì Bộc Dương Hàn uy hiếp, bọn họ mới không có tiến vào Thánh Linh Quang chi trận. Nhưng là bọn họ hiện tại may mắn, may mắn Bộc Dương Hàn uy hiếp bọn họ, chính là Bộc Dương Hàn uy hiếp mới để bọn họ tránh thoát một kiếp. Chỉ là, tổ võ tu hành giới bên trong không phải có trận pháp bảo vệ, thân ở chỗ này có thể bất tử bất diệt sao? May mắn sau khi, có Bộc Dương Thiên tộc tộc nhân hỏi. Thật là ngu dốt, địa phương khác có thể bất tử bất diệt, nhưng đây chính là chủ trận pháp a, chủ trận pháp điều khiển hết thảy, hắn muốn cho ngươi chết, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể sống? Bộc Dương Hàn nói ra, nói như vậy, bọn họ chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được lời này, Bộc Dương Thiên tộc trên mặt nghĩ mà sợ chi sắc, càng ngày càng đậm. Hừ, cái kia cũng là bọn họ tự tìm, mà Bộc Dương Hàn thì là một mặt xem thường, hắn ước gì sở phong bọn họ, toàn bộ chôn vùi ở nơi đó. Mặc dù Bộc Dương Hàn Hy nhìn bọn họ tất cả mọi người đều chết, thế nhưng là vẫn có thật nhiều người, không hy vọng những người kia chết, mà không hy nhìn bọn họ chết, tự nhiên chính là thế lực này các tộc nhân. Thiết diện đại nhân, bọn họ còn nhỏ, không hiểu chuyện, cầu ngài vòng qua bọn họ a. À. Thiết diện đại nhân, cầu ngài thủ hạ lưu tình a. À. Dưới mắt Quảng trường bên trong, các loại tiếng cầu xin tha thứ âm không ngừng vang lên, đám người khẩn cầu không chỉ có hèn mọn đến cực điểm, thậm chí có người đều vì lệnh hồ thiết diện quỳ xuống. Vì có thể làm cho mình đồng tộc huynh đệ sống sót, đã có người thả xuống tôn nghiêm. Chỉ là làm sao, đối mặt đám người cầu xin tha thứ, lệnh hồ thiết diện lại là hào không dao động, hời hợt nói một câu nói. Cơ hội ta đã cho bọn họ, là bọn họ không chân quý, cái này liền trách không được ta lệnh hồ thiên tộc vô tình. Bất quá ngay sau đó, lệnh hồ thiết diện vậy bổ sung một câu nhưng là hiện tại đại trận kia còn chưa bôi giết bọn họ bọn họ nếu là thức thời nhất tốt chính mình thôi động chìa khóa rời đi tổ võ tu hành giới về sau đều không nên quay lại nếu không cũng chỉ có thể chôn vùi nơi này nghe được lời này mọi người đều là mặt xám như cho bởi vì lệnh hồ thiết diện lời nói này đã xác định trong lòng bọn họ suy đoán cái kia lôi đình đại trận vậy mà thật có thể mặt sát đám người chỉ là dưới mắt bọn họ đã là bất lực chỉ có thể ở nội tâm chờ đợi Trông mong nhìn lấy mình đồng tộc huynh đệ, có thể minh bạch trước mắt nguy hiểm cho, mau chóng thôi động tiến vào tổ võ tu hành giới chìa khóa, chủ động rời đi tổ võ tu hành giới. Nếu không, cái kia lôi đình đại trận khả năng thật hội giết bọn họ. Mà trên thực tế, cái kia chút thân ở trong nguy hiểm đám người, vậy xác thực ý thức được loại nguy hiểm này. Đại trận này không tầm thường, sợ là tổ võ tu hành giới bên trong trận pháp bảo vệ cũng vô pháp bảo hộ chúng ta, chúng ta khả năng thật sẽ chết. Dưới mắt không đường có thể đi chúng ta đều thôi động chìa khóa rời đi cái này tổ võ tu hành giới a có người lớn tiếng nói thế nhưng chúng ta mới mới vừa tiến vào tổ võ tu hành giới còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện chúng ta có từng thấy như cứ như vậy rời đi chẳng phải là lãng phí một cách vô ích trong tộc cho chúng ta cơ hội nhưng vậy có thật nhiều người bỏ không được rời đi nơi đây không bỏ đương nhiên không bỏ dù sao mỗi gia tộc chỗ có thể thu được tiến vào cái này tổ võ tu hành giới cơ hội đều là có hạn có thể thu hoạch được cái này cơ hội, thậm chí rất nhiều người tại trong tộc không nể mặt mũi, đồng tộc huynh đệ tỉ muội đều biến thành người dưng. Phí hết khí lực lớn như vậy, rốt cuộc tiến nhập nơi đây, ai đều hy vọng có thể chờ lâu một trận, ai đều không muốn tùy tiện rời đi, dù là tiếp nhận một chút thống khổ, vậy hy vọng có thể lưu ở chỗ này. Đây cũng là vì sao, có người tình nguyện linh hồn bị không ngừng vỡ nát, nhục thân bị không ngừng phá hủy, thậm chí không tiếc bốc lên, bị người sống sờ sờ tra tấn đến điên phong hiểm, vậy không nguyện ý thôi động cái kia chìa khóa, chủ động rời đi cái này tổ võ tu hành giới nguyên nhân. Mọi người nghe ta nói, trận pháp này không giống với bình thường trận pháp, đây chính là chủ trận pháp, nếu là bị hắn đánh chúng, chúng ta khả năng thật sẽ chết. Hiện tại lệnh hồ thiên tộc, còn không có mặt sát chúng ta dự định, cái kia lôi đình chậm chạp không tới gần, liền là tại cho chúng ta cơ hội, nhưng chúng ta như tiếp tục do so dự xuống dưới. Đợi lệnh hồ thiên tộc mất kiên trì, vậy chúng ta liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người phân tích nói. Mà nghe được dạng này phân tích, mọi người lại cũng cảm thấy rất có đạo lý. Mọi người nếu là tin ta sở phong, liền không cần thôi động chìa khóa. Nhưng mọi người ở đây do dự thời khắc, sở phong lại là chậm rãi mở miệng. Sở phong, hẳn là người có thủ đoạn ứng đối. Lê ám chi đối sở phong hỏi, hết thảy còn tại trong khống chế. Sở phong nói ra, nghe được sở phong vừa nói như vậy, mọi người nhất thời lạ mặt vui mừng. Một câu hết thảy còn tại trong khống chế, liền đã để lộ ra, vì sao đám người hốt hoảng như vậy, nhưng Sở Phong nhưng thủy chung không có sợ hãi. Nguyên lai, Sở Phong có thủ đoạn ứng đối, tốt một câu, hết thảy còn tại trong khống chế. Chỉ là, Sở Phong nhưng lại không biết, hắn câu nói này nhưng cũng bị cái kia mặt kính bắt được, bị lệnh Hồ Thiết Diện xem ở trong mắt. Giờ phút này, lệnh Hồ Thiết Diện, cái kia vốn là băng lãnh trên mặt, hiện ra vẻ tức giận. Truyền lệnh xuống, để Tu Minh thôi động trận pháp, đem bọn họ toàn bộ gạt bỏ. Lệnh Hồ Thiết Diện cao giọng nói ra. Mà hắn lời này vừa nói ra, trên quảng trường đám người, thì là khẩn trương tới cực điểm. Lệnh hồ thiết diện muốn thống hạ sát thủ, chỉ là sở phong thật có thủ đoạn ứng đối sao? Coi như sở phong thật có thủ đoạn ứng đối, thế nhưng là cái kia thủ đoạn ứng đối có tác dụng sao? Ngăn cản được, cái kia chủ trận pháp thế công sao? Trong lúc nhất thời, đám người tâm loạn như ma, chương 3218, lệnh hồ mệnh giã. ầm ầm mọi người ở đây suy đoán không ngừng thời khắc, cái kia phía dưới ngàn vạn lôi đình, bắt đầu kịch liệt tuôn ra động cái kia chỗ nào còn giống như là đơn giản lôi đình đơn giản tựa như là vô số chỉ bụng đói kêu vang mãnh thú không kịp chờ đợi muốn xé rách mình con mồi ầm ầm suốt cục cái kia ngàn vạn lôi đình một cái chớp mắt tề phát mang theo diệt sát chi lực hướng sở phong bọn người nhào giết tới tới vừa lúc đúng lúc này sở phong một cái tay khác thì là sờ về phía trên đỉnh đầu kim sắc la bàn hắn cái này một vòng vậy mà từ kim sắc trong la bàn lấy ra một đạo kim sắc quang hoa, sau đó hướng phía dưới ném một cái. Ánh sáng màu vàng ống kia, vậy mà lại hóa thành một đạo kim sắc la bàn, đem phía dưới phong kín chết, đem cái kia chút công tới lôi đình, toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cái kia ngàn vạn lôi đình toàn bộ đánh vào kim sắc la bàn phía trên. Chỉ là cái kia kim sắc la bàn, lại như là phía trên la bàn đồng dạng, liên chiến đều không rung động một cái, liền dễ dàng như vậy, liền đem cái kia ngàn vạn lôi đình cho cản lại nhìn thấy một màn này cái kia trái tim đã treo tại cổ họng đám người rốt cục thở dài một hơi sở phong công tử người nhưng thật là quá xấu rồi người đã sớm đã có thủ đoạn như thế vì sao không sớm một chút sử dụng hại chúng ta như thế sợ hãi đúng vậy a à, người ta lúc trước nhưng thật là bị dọa phát sợ đâu giờ phút này không thiếu nư tử lấy nũng nịu ngữ khí trách cứ lên sở phong chỉ là cái dạng kia chỗ nào giống như là trách cứ cái kia rõ ràng liền là đang làm nũng a à mặc dù là đang làm núng tuy nhiên lại vậy nói ra không ít người tiếng lòng rõ ràng đã sớm chuẩn bị vì sao không sớm một chút sử dụng hẳn là thật là đang cố ý hù dọa bọn họ không thành vẫn là nói sở phong cố ý như thế để cái kia chút không tin người khác nhanh chóng rời đi mà cái kia chút tin tưởng hắn người đem sẽ cùng hắn cùng nhau hưởng thụ giờ phút này thành quả là tốc độ nhưng mà mọi người ở đây không hiểu thời khắc lê ám chi lại là bỗng nhiên mở miệng Tốc độ, đối với Lê Ám Chi bỗng nhiên nói ra một câu, đám người vẫn như cũng là một mặt không hiểu. Sở phong là lợi dụng cái kia phía dưới lôi đình công kích, đến để thăng chúng ta hướng về phía trước tốc độ tiến lên. Loại tình huống này, hắn càng muộn thi triển thủ đoạn, chúng ta chỗ tốc độ tiến lên, ngược lại càng nhanh. Lê Ám Chi nói ra, nghe được Lê Ám Chi vừa nói như vậy, mọi người không khỏi quan sát, lúc này mới phát hiện bọn họ hướng về phía trước tốc độ tiến lên, quả thật nhanh hơn không ít. Chơi ạ! À, vậy mà thật là dạng này, sở phong huynh đệ người thật sự là thật cao minh giờ phút này đám người một mặt hưng phấn đồng thời lại lần nữa đem cái kia tràn đầy kính để ánh mắt nhìn về phía sở phong thế nhưng là coi như như thế sở phong công tử cũng có thể sớm nói cho chúng ta biết a à, không cần thiết không phải muốn chúng ta lo lắng hãi hùng mà có nữ tử nói ra đúng vậy a à, sở phong đệ đệ người có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết bí mật truyền âm cũng được a à, người là không biết loại kia lo lắng hãi hùng cảm giác Quả thực không dễ chịu. Không sai không sai, phải biết lúc trước, ta thế nhưng là kém một chút, liền thúc giục kết giới kia chìa khóa, chủ động rời đi cái này tổ võ tu hành giới, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, còn tốt không có thôi động A. À. Nếu từ kia một phen, cũng là lập tức đưa tới đám người cộng minh. Ta nếu là sớm cùng các người cộng đồng, các người liền không hội e sợ như thế, nếu không phải là như thế, ta làm sao lấy lửa gạt cái kia lệnh hồ thiên tộc mắc lửa đâu. Sở phong cười nhạt nói. Mà nghe được hắn vừa nói như vậy, đám người thì là nhao nhao ngậm miệng lại, rốt cuộc minh bạch sở phong ý đổ bọn họ, không chỉ có không có mảy may trách tội sở phong chỉ ý, ngược lại nhìn về phía sở phong ánh mắt bên trong, vẻ kính nể càng ngày càng đậm. Mắc lừa, cái này sở phong, nhưng thật là càn rỡ. Chỉ là nghe được sở phong lời nói này, giờ khắc này ở cái kia trong sân rộng, lại truyền đến một tiếng tràn ngập tức giận thanh âm. Là lệnh hồ thiết diệt, hắn triệt để bị sở phong chọc giận. Chỉ là, đúng lúc này, cái kia trong mặt gương quang mang đại thịnh, ngay sau đó cái kia lập tải hư không bên trên mặt kính liền biến mất. Qua không bao lâu, Lệnh Hồ Tu Minh liền bay lượn trở về, rơi vào lệnh hồ thiết diện trước người. Phế vật, chút chuyện này cũng làm không được, cần ngươi làm gì? Nhìn thấy Lệnh Hồ Tu Minh, lệnh hồ thiết diện phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Thanh âm kia vang vọng, chấn động cái này phương thiên đều rung động kịch liệt, trên quảng trường không ít người, càng là lộ ra vẻ thống khổ. Thậm chí có người vậy mà màng nhĩ bạo liệt thất khiếu chảy máu lục phẩm võ tiên đây cũng là đương kim tổ võ tu hành giới người mạnh nhất lệnh hồ thiết diện thực lực là ta vô năng mời thiết diện đại ca trừng phạt tại ta giờ phút này lệnh hồ tu minh dọa đến vội vàng nửa quỳ dưới đất hắn không chỉ có mồ hôi lạnh liên tục càng là run lẩy bẩy trừng phạt ngươi để làm gì trừng phạt ngươi liền có thể ngăn cản bọn họ sao ngươi có nghe hay không đến cái kia sở phong nói tới hắn là đang lợi dụng chúng ta người dùng trận pháp, không chỉ có không có thu thập hết hắn, ngược lại trợ giúp hắn, càng mau vào hơn nhập thánh linh quang chi trận. Lệnh hồ thiết diện chỉ vào lệnh hồ tu minh phẫn nộ gầm thét. Mà lệnh hồ tu minh thì là cúi đầu, không ngừng nói xong thật có lỗi từ ngữ. Tốt, chứa nói người dân dạy hắn vô dụng, coi như người đánh hắn một trận lại có thể thế nào. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, không rõ cái kia không biết sống chết, cũng dám ngay tại lúc này xen vào, không hiểu sau khi, mọi người đều đem ánh mắt quay đầu sang, muốn nhìn một chút, cái này không biết sống chết ra hỏa, đến tột cùng là ai. Mà cái này xem xét, mọi người thì là ánh mắt khẽ động. Đó là một tên thanh niên nam tử, dung nhan cực kỳ thanh tú, một đôi tròng mắt càng là tràn ngập ôn nhu. Này nam tử không chỉ có tướng mạo khác nữ tử tâm động, cái kia cô ấm văn nhã khí chất, càng là hận không thể để cho người ta muốn phó thác trung thân. Trọng yếu nhất là, người này cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại hắn chính là danh liệt tổ võ thập tinh vị thứ tư, lệnh hồ mệnh giã. chương 3219, quang trận bên trong. Lệnh hồ mệnh giã, đây cũng là tổ võ thập tinh đứng hàng vị thứ năm lệnh hồ mệnh giá, hắn lại thật vậy tiến nhập tổ võ tu hành giới. Nhìn thấy lệnh hồ mệnh giã, cái kia trên quảng trường thế lực khắp nơi, đều là ánh mắt khẽ động, cảm xúc trở nên phức tạp. Đặc biệt là đông quách băng ngữ bọn người, cái kia trong mắt càng là hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Bởi vì cái này lệnh hồ mệnh giã thực lực, so cái kia lệnh hồ luôn còn mạnh hơn, mọi người đều có thể cảm nhận được, hắn tu vi chính là nhị phẩm võ tiên. Mặc dù, đông quách băng ngữ tu vi, cũng là nhị phẩm võ tiên. Thế nhưng là đông quách băng ngư tuổi tác, lại sau cái này lệnh hồ mệnh giã lớn trọn vẹn 200 tuổi. 200 năm thời gian, đối với bình thường tu võ giả tới nói, khả năng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, dù sao bọn họ thiên phú có hạn, xác thực cần thời gian dài tu luyện, mới có thể có chỗ tiến bộ. Nhưng là đối với đang ngồi thiên tài tới nói, 200 năm thời gian, khác nhau vẫn là vô cùng đại. Lệnh hồ mệnh giã trăm tuổi trong vòng, liền có thể bước vào võ tiên cảnh, như vậy đãi hắn đến đông quách băng ngữ ở độ tuổi này, lại sẽ đạt tới loại cảnh giới nào, cái này hoàn toàn là có thể tưởng tượng. Nói nó hai trong vòng trăm năm, bước vào tôn giả cảnh, cái kia tuyệt không có khả năng, nhưng là hai trong vòng trăm năm, trở thành một vị võ tiên cảnh người nổi bật, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cơ hồ là nhất định có thể thực hiện. Đây cũng là tổ võ tinh vực thiên tài chân chính. Trọng yếu nhất là, dạng này thiên tài, còn là mới vừa tiến vào cái này tổ võ tu hành giới, hắn vẫn là một cái tân tú. Nói cách khác, hắn có thể tiến vào thánh linh quang chi trận. Mà sở phong bọn họ, mặc dù nhiều nửa đã thành công tiến nhập thánh linh quang chi trận, thế nhưng là bọn họ nhưng cũng bởi vậy đắc tội lệnh hồ thiên tộc. Lệnh hồ thiên tộc cái này chúc tân tú tiến vào thánh linh quang chi trận về sau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua sở phong bọn họ. Lệnh hồ mệnh giã xuất hiện, đối với đông quách băng ngữ bọn họ tới nói, tự nhiên là một cái phi thường không tin tức tốt. Mệnh giã, người tới càng tốt hơn, tiến nhanh nhập thánh linh quang chi trận, hảo hảo giáo huấn một cái cái kia sở phong. Quả nhiên, nhìn thấy lệnh hồ mệnh giã về sau, lệnh hồ thiết diện liền lập tức ra lệnh, ngay trước mặt mọi người biểu thị, hy vọng lệnh hồ mệnh giã có thể giáo huấn sở phong bọn họ. Ta đã nói rồi, ta đối quang chi trận không có hứng thú. Lệnh hồ mệnh giã nói ra, mệnh giã, người trước đó nói đúng quang chi trận không có hứng thú, ta có thể lý giải. Nhưng là dưới mắt, cũng không phải bình thường quang chi trận, đây chính là thánh linh quang chi trận, cái này thánh linh quang chi trận bên trong ẩn chứa tài nguyên tu luyện, thế nhưng là bình thường quang chi trận mấy lần không ngừng. Dạng này chỗ tu luyện, tại toàn bộ tổ võ tu hành giới đều là hiếm thấy, người nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua. Lệnh hồ thiết diện tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta biết cái này thánh linh quang chi trận không đơn giản, các người lúc trước nói tới, ta đều nghe được, nhưng là ta nói, ta đối quang chi trận không hứng thú, vô luận là bình thường quang chi trận, vẫn là cái này cái gọi là sinh linh quang chi trận. Lệnh hồ mệnh giã nói ra, hắn lời này vừa nói ra, chứa nói lệnh hồ thiết diện cùng lệnh hồ thiên tộc đám người một mặt kinh ngạc, liền ngay cả ở đây những người khác cũng đều là một mặt kinh ngạc. Thế mà đối thánh linh quang chi trận đều không có hứng thú, cái này lệnh hồ mệnh giã cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng một chút ha. Mệnh giã, người cũng không nên vì hứng, lệnh hồ thiết diện thái độ có chút thay đổi, từ tận tình khuyên bảo hảo môn khuyên bảo, biến thành ẩn chứa ẩn ẩn tức giận. Ta nói không đi, liền nhất định sẽ không tiến đi, huống chi thu thập một đám rác rưởi thôi, căn bản không cần đến ta xuất thủ, A Luân liền có thể giải quyết. Lệnh hồ mệnh giã lời nói ở đây, nhìn về phía lệnh hồ Luân, nói ra A Luân, người cũng không có vấn đề A. À. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là mệnh giã, thiết diện đại ca nói rất đúng, cái này thánh linh quang chi trận, thế nhưng là một cái khó được tu luyện cơ hội, người thật muốn như vậy bỏ lỡ. Lệnh hồ Luân hỏi, cái này cơ hội xác thực khó được, nhưng mà kẻ có bao nhiêu khó được, nó tích chứa trong đó tài nguyên tu luyện đều là có hạn, ta liền không cùng ngươi tranh giành. A à Luân, nắm chặt lần này cơ hội, tranh thủ sớm ngày bước vào nhị phẩm võ tiên. Lệnh Hồ Mệnh Giá cười nói với Lệnh Hồ Luân, giờ khắc này đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao Lệnh Hồ Mệnh Giá kiên trì không tiến vào cái này thánh linh quang chi trận? Làm nửa ngày, hắn cũng không phải là đơn thuần tùy hứng, mà là cố ý nhường ra cái này cơ hội, để Lệnh Hồ Luân đạt được càng lớn ích lợi giờ khắc này nguyên bản trên mặt lộ ra vẻ giận dữ lệnh hồ thiết diện cũng không biết nên nói cái gì cho phải lệnh hồ mệnh giã cử động lần này dương hiện chính là tình nghĩa huynh đệ tại đương kim tu võ giới có thể có loại này tình nghĩa cũng không nhiều mà người bên ngoài đều vì lệnh hồ mệnh giã cử động mà cảm thấy động dung chứa nói chi là lệnh hồ luân giờ phút này lệnh hồ luân một mặt cảm động thậm chí trong mắt hắn vậy mà nổi lên điểm điểm lệ quang bất quá lệnh hồ luân cũng không có khóc ngược lại là bỗng nhiên cười lên, nói với lệnh hồ mệnh giã, mệnh giã, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta đi, nói xong, lệnh hồ mệnh giã liền thân hình nhảy lên, lướt vào cái kia thông hướng thánh linh quang chi trận kết giới cửa vào. Thấy thế, lệnh hồ thiên tộc những người khác, cùng mộng hiểm linh tộc, cùng thông thiên thú tộc người, cũng là nhao nhao thả người mà đi, nhao nhao biến mất tại kết giới kia vào trong miệng. Mà khi lệnh hồ thiên tộc, mộng hiểm linh tộc, cùng thông thiên thú tộc các vị tân tú, tiến vào kết giới cửa vào đồng thời. Sở Phong bọn người kỳ thật cũng đã tiến nhập cái này cái gọi là Thánh Linh Quang Chi trận. Thánh Linh Quang Chi trận chính là một cái cực kỳ bao la kết giới không gian. Trong đó, sông núi vô số, dòng sông đông đảo, thậm chí liền ngay cả Minh Mông Đại Dương Minh Mông cũng có được vài tòa. Cái thế giới này chi lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đương nhiên, đến Sở Phong những người này cảnh giới, vậy chỉ có loại này Minh Mông vô biên kết giới thế giới mới có thể tùy ý bọn họ bay lượn nếu không lấy tốc độ bọn họ rất nhanh liền có thể đem cái thế giới này du lịch mấy lần tìm khắp các ngõ ngách liền như là cái kia tân tú đại trận đồng dạng bởi như vậy ngược lại liền không có ý gì chỉ có dạng này thiên địa bát ngát mới sẽ cho bọn họ một loại chờ mong cảm giác nơi này còn thật là đủ lớn bất quá dạng này cũng tốt ngược lại là có thể giảm bớt gặp được lệnh hồ thiên tộc tỷ lệ có người nói coi như gặp được thì đã có sao cái kia lệnh hồ thiên tộc tộc nhân không phải đã nói chỉ cần chúng ta có thể tiến vào cái này thánh linh quang chi trận liền cho phép chúng ta trong này lịch luyện chẳng lẽ còn hội nhầm vào chúng ta bởi như vậy chẳng phải là nói không giữ lời tự mình đánh mình mặt một tên tướng mạo non nớt nữ tử mở miệng nói ra không cần ngây thơ nhưng vị nữ tử kia vừa dứt lời lê ám chi liền bỗng nhiên mở miệng vì sao nói như vậy chẳng lẽ cái kia lệnh hồ thiên tộc thật hội nói không giữ lời làm khó dễ chúng ta giờ phút này không ít người mở miệng hỏi đường hỏi cái này lời nói thời điểm, trên mặt bọn họ đều là hiện ra vẻ lo lắng. Dù sao, cùng tồn tại cái này thánh linh quang chi trận bên trong, coi như tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng là gặp được lệnh hồ thiên tộc người, đó cũng là sẽ phát sinh sự tình. Nếu là lệnh hồ thiên tộc người, thật muốn làm khó dễ bọn họ, bọn họ còn không bằng không tiến vào,